Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Đất Động Radio, Truyện Ma Nguyễn Huy. Buổi tối ngày hôm nay sẽ là một buổi tối khá là đặc biệt, khi chúng ta đón chào sự trở lại của Ngọc Sơn. Hẳn là những khán giả lâu năm của kênh thì không thể nào không biết Ngọc Sơn rồi. Và cũng rất là lâu rồi bạn ấy mới trở lại. Lần này sẽ là một tác phẩm thứ ba trong chùm những câu chuyện có tựa đề là Huyết Tiên Huyền á, mà quý thính giả đã nghe trong thời gian trước. Những khán giả mới đến kênh gần đây thì chúng ta hãy tìm nghe lại hai chuyện trước của Huyết Tiên Huyền nhé, của Ngọc Sơn. Là những tác phẩm mà mang phong cách tâm linh, dân gian, nhưng mà lại hài hước, chí dởm, rất là vui. Rồi thời gian qua thì Ngọc Sơn đảm nhiệm vai trò là biên tập chính của kênh Đất Quê Radio, một kênh trong hệ thống kênh truyện của Nguyễn Huy. Quý thính giả hãy Huy sẽ để đường liên kết ở trong phần mô tả cũng như là ghim ở phần đầu bình luận. Bà con nào chưa biết đến kênh Đất Quê là một kênh chuyên phục vụ truyện đồng quê, quê hương trữ tình, mời quý bà con vào đó để mà đăng ký nghe truyện ủng hộ nhé. Ngày hôm nay chúng ta đến với tập truyện thứ ba trong chùm truyện Huyết Tiên Huyền, Tìm Xác Cho Ma. Xin mời quý bà con cùng theo dõi. Mấy thằng bay không có chịu tỉa cây gì hết, mất cái thế bonsai của tao rồi. Ủa, con nghe nói trong sách vở làm gì có thế bonsai sư phụ? À mà nay mới để ý, có mấy cái nấm nó mọc lên đó sư phụ. Tự nhiên nhìn nó, con lại ngẫm ra một điều. Thằng Cát chậm rãi rót trà vào ly, đưa lên miệng nhâm nhi. Ánh mắt nhìn xa xăm, tra vẻ trải sự đời. Tuy nhiên không khí mùa xuân trong lành mát mẻ không thể xoa dịu gương mặt đầy nét đáng yêu khi bực của sư phụ. Tài vẫn cắt tỉa, nhưng mắt đã liếc xéo, chờ đợi câu đúc kết của thằng đệ tử. Thằng Cát hắn giọng nói: Con kính thầy một ly. Mày nói nhanh đi, không tao đục cái kéo vô miệng mày bây giờ đó. Thằng Cát quýnh quán, lúc này mới chịu. Dạ dạ. Thì cái hình ảnh nói rõ ràng vậy mà. Sơn nè, tao hỏi mày cái này. Bây giờ trong ba người ở đây thì cái cây xanh bonsai này giống ai nhất? Ừ thì nó cũng lâu lắm rồi, coi như là sư phụ. Bởi vì sư phụ đẻ trước tụi mình mà. Đúng, chuẩn. Vậy còn cây nấm, chắc là tao với mày ha. Tao biết mày sẽ nói vậy mà, nhưng mà sai hoàn toàn. Cây nấm đó tượng trưng cho sự thăng hoa. Nấm do đâu mà có? Là do đất ẩm ướt phải không? Cũng đúng. Đó chính là cái cuộc đời của sư phụ bây giờ. Cây xanh cổ thụ lâu năm gặp một nguồn nước mát dịu, ướt át thì nấm sẽ sinh sôi dưới gốc. Mà nguồn nước ướt át lại là cô Mai. Cô Mai đã làm cho cây nấm của sư phụ. Cái thằng mất dạy. Thằng Cát cười hả hê như được mùa, rồi nhanh chóng lẻn vô nhà trước khi cái ca múc nước của sư phụ kịp bay vô mặt. Chẳng biết có phải từ khi quen nhỏ Bông nó khôn ra được mấy phần hay không, mà Nôm không còn ngô nghê trong suy nghĩ, lại còn hay chọc ghẹo sư phụ nữa. Nhưng có lẽ với cảm xúc hoan hỷ của mấy bữa nay, thầy Bãi cũng không còn nặng nhẹ, ngoại trừ những pha chửi đổng đã trở thành huyền thoại. Ê, đi chưa? Sư phụ, tụi con qua nhà ông chú đã. Bữa nay ông hẹn qua coi chỗ làm á. Rồi trưa có về không? Dạ thôi, thầy đừng lo cho tụi con. Tụi con ăn ngoài cũng được, còn tiện hôm bữa đi mà. Không ăn tao đỡ nấu, qua ăn với mày. Đi đi, không tiện. Coi mà thái độ lịch sự nhã nhặn với người ta đó, gọi dạ bảo vân đó nghe chưa. Hai thằng tẻn tò nhìn nhau, tưởng đâu sư phụ nấu sẵn món gì để chúc về ăn mừng. Thôi thì để sao phải chịu thôi. Gần 8 giờ sáng rồi, hai thằng bắt đầu khởi hành.
Đúng là người làm ăn lớn có khác. Vừa quẹo vô đã thấy chiếc xe hơi quen thuộc của ông chú đổ trước cửa nhà mình. Thấy bọn họ xuất hiện, ông liền hạ gương xuống vẫy tay ra hiệu. Bữa nay không thấy vợ ông đâu, chắc là ở chỗ làm rồi. Hai đứa ăn uống gì chưa? Dạ rồi chú. Bây giờ đi luôn hả chú? Ờ, để giờ chú chạy trước dẫn đường. Tại nó nằm cái đoạn hơi khó chỉ, sợ hai đứa không biết rồi tìm không thấy. Mặt thằng Cát chảy dài, tự nhiên đổi cảm xúc nhanh như gái 18. Nếu tôi đoán không lầm, có lẽ nó đinh ninh là ông chú ở trong nhà, và việc của mình là bấm chuông đợi nhỏ Bông ra mở cửa. Đúng là người tính không bằng thiên lôi tính mà. Thôi thì không dám móc méo, không thì nó lại bốc đầu xe giống như sư phụ, để nguyên số 1 chạy như hôm bữa. Công ty của ông chú nằm ở cách khá xa, nhẩm tính từ nhà bọn tôi qua đây chắc phải 15 phút chứ không chơi. May mà hai thằng làm cùng một chỗ nên chở nhau đi cho đỡ buồn. Hai đứa vô trong đi, để xe bên này nè con. Hôm bữa ông nói là tòa nhà 2 tầng có hầm để xe, nhưng thực ra phía trước còn có một tòa nhà cổ được xây theo kiểu lâu đài, trông rất nguy nga tráng lệ. Tuy nhiên cửa đóng then cài kín mít. Có một phòng bảo vệ xây bên tay trái theo hướng chính diện. Đi dọc đường hông rộng gần 3 mét chính là lối vào tòa nhà 2 tầng phía sau. Bên trái đối diện với cầu thang có một cái hồ cá trang trí tiểu cảnh hòn non bộ rất đẹp, mà không hiểu sao lại để khô không có bơm nước nuôi con gì hết. Trên bờ tường tầng 2 có để biển hiệu to đùng Công ty Đại Nghĩa. Phía dưới còn để tư vấn bất động sản, marketing gì đó, rồi nhận chạy quảng cáo. Nói chung là loạn xì ngầu. Chỉ đoán được Đại Nghĩa có khi là tên thiệt của ông chú mà thôi. Ủa cái trang thờ này bỏ hả chú? Sao bụi bặm không vậy? Ờ, cái này của công ty trước thuê rồi đặt lên đó con. Chú không biết thờ ai cho nên không có dám cúng bậy bạ. Bên tay phải ngay chỗ hầm để xe có một trang thờ khá cũ kỹ. Nếu tính ra chắc cũng mấy năm không có ai hương khói. Vừa bụi bặm vừa mục nát. Tuy nhiên càng nhìn lâu càng thấy có một sự âm u gì đó rất khó tả, và nó thể hiện rõ qua đôi mắt của thằng Cát nãy giờ. Có chuyện gì mày? Sao tự nhiên tao thấy ớn lạnh quá? Ngay sau gái tao á, lạnh lạnh mà ướt ướt. Hả? Ê, tao nghĩ có âm khí quá, nhưng mà nhìn nãy giờ không ra. Ở trên đầu mày kìa. Hả? Trên đầu có cái máy gì đó kêu ầm ầm rất khó chịu, lại còn trĩ nước xuống dưới nè. Bây giờ nhìn lại đã thấy phần áo sau gái của thằng Cát ướt sũng. Thì ra đây chính là nguồn âm khí mà nãy giờ nó cảm nhận được. Nhìn mặt cô cậu méo xệch đi, ra vẻ bất lực mà không thể nhịn cười. Ôi, cái cục nóng điều hòa. Bữa chú gọi bên hãng qua sửa mà hẹn hò suốt chưa thấy tới. Làm ăn gì phát chán à? Chăm sóc khách hàng vậy mà đòi cho phát triển. À đúng rồi, bây giờ chú dẫn hai đứa lên phòng nhân sự để nhận đồng phục nha. Ê, tụi con làm ban ngày thôi phải không chú? Chút lên phòng chú nói luôn. Nói chung là sẽ không làm cả ngày đâu con. Linh động 12 tiếng ngày đêm. Miễn là đảm bảo giờ nào cũng có hai người ở đây là được. Ông chú dẫn hai thằng lên tầng 2. Thấy biển hiệu để phòng tổng hợp. Nhìn thoáng qua một lượt, tính ra mỗi tầng được 3 phòng. Vô đi hai đứa. Đây nè, đây là chị Thanh, quản lý nhân sự và công việc. Có gì thắc mắc cứ hỏi chị ấy. Bây giờ chú lên phòng có chút việc đã. Ờ, nào xong gọi anh một tiếng nghe Thanh. Dạ biết rồi. Chào sếp. À, hai cậu ngồi ghế đi. Chị Thanh nhìn qua chắc đã ngoài 30, dáng vẻ và cách giao tiếp khá nghiêm nghị, làm cho hai thằng cũng hơi rén. Chị ta lấy trong ngăn tủ ra 2 cái áo được bọc ni lông kỹ càng, đặt lên bàn, rồi đảo mắt nhìn một lượt. Nè, chị bày, cẩn thận. Thằng Cát đang ngồi ngon lành,
bỗng nhiên từ trên cao hạ một cái dèo xuống dưới, xích chút nữa ngã nhào ra đất, làm tôi với chị Thanh hoảng hồn không hiểu chuyện gì. Cái ghế nó hư hay sao chị ơi? Trời đất ơi, cậu cầm vô cái cần này phải không? Dạ đúng rồi. Đây là cái cần nâng hạ độ cao của ghế, đang ngồi mà gạt xuống á, không để ý nó hạ xuống nhanh lắm. Có bị gì không? Dạ không sao. Dưới ánh mắt của chị Thanh có thể thấy rõ sự bất lực. Tôi phải gồng lắm mới không cười. Ngày đầu nhận việc đã có ấn tượng sâu sắc như vậy rồi, đúng là dạng sự khởi đầu nan, hạ càng là gãy cánh. Cảnh tượng lúc nãy y hệt như thằng Cát là một chú chim non háo hức muốn rời tổ, nhưng vừa bước chân ra thì mới nhớ mình chưa có đủ lông đủ cánh. Nè, hai cậu khai xíu lý lịch vô đây giúp tôi đi. Sếp nói qua rồi, tôi cũng biết câu chuyện của hai cậu, nhưng mà giấy tờ pháp lý thì không thể thiếu được. Dạ. À mà chị ơi, làm theo ca hay là làm sao vậy? Làm theo ca, mỗi ca hai người. Sáng 6:30 có mặt, chiều đúng 6:30 có người lên thay ca thì về. Rồi sẽ có sự thay đổi linh hoạt giữa ca ngày với ca đêm. Bận bịu gì thì cứ báo tôi trước 2 ngày, tôi sẽ sắp xếp luân phiên cho. Lương khởi điểm là 5 triệu một tháng, sẽ có thưởng lễ Tết. Làm đủ 12 tháng tăng lương một lần, vậy sẽ đóng bảo hiểm đầy đủ, nên các cậu cứ yên tâm mà làm việc. Ngày mai thì làm ca sáng đó, chiều tối có người nhà của sếp lên trực thay. Dạ, tôi biết rồi. Thật sự là rất may mắn khi mà cơ duyên đưa đẩy, khi gặp được gia đình ông chú. Hai thằng mới chập chững ra đời, tìm được một chỗ làm tốt, mức lương cũng đủ nuôi sống bản thân. Theo sự đối chiếu với công nhân ở xưởng may mà cô Mai làm năm xưa, thì như bọn tôi đã là quá cao so với tính chất công việc rồi. Dần dần cũng phải học tác phong nghiêm túc khi làm việc, không thể cà rỡn như ở với thầy được. Tôi chỉ lo ngại cái tính ngây ngô hấp tấp của thằng Cát mà thôi. Cũng may là chung ca nên cũng dễ nhắc nhở, chứ lỡ mà đang làm nó mắc nhớ con bông ngang rồi giao án lại cho tôi thì mệt. Hai thằng cũng ngại nên thôi đành ngày mai chính thức nhận việc rồi tham quan kiểm tra một vòng luôn. Vừa bước xuống cầu thang ngang qua trang thờ, tự nhiên thằng Cát đứng khựng lại, một tay ôm đầu, một tay chống gối, thở khó nhọc lên. Ê, có chuyện gì mày? Cái chỗ này là cơ quan làm việc, không có bài trò giỡn nghe. Đỡ tao dưới sân. Nhìn biểu cảm nhăn nhó thất thần thì có vẻ đây không phải là một trò đùa. Tôi dìu nó tới chỗ hồ cá ngồi, thở hắt ra mấy cái, tự nhiên mồ hôi mồ kê đầm đìa. Thằng Cát đảo mắt nhìn xung quanh một lượt rồi nói từng tiếng khó nhọc. Tao nghĩ cái chỗ này không có bình thường. Trời, mày làm như mình mà nhìn thấy gì hả? Mày cũng cảm nhận được ha? Ý tao là nếu mà có gì bất thường về âm khí ma quỷ ở đây thì tao cũng phải bị như mày. Không thì cũng phải thấy được chứ. Nãy giờ chạy ngoài nắng nhưng bây giờ mệt phải không? Không phải, từ lúc mới vô đây là tao thấy quái quái rồi. Cái thằng này hôm nay sao mà lạ thật, nghe nó nói cũng chột dạ. Tôi quan sát một lượt xung quanh nhưng chẳng có gì bất thường cả, ngoài cái mạng nhện đang đung đưa qua lại trên trang thờ cũ kỹ. Rồi đỡ mệt chưa? Rồi, thôi vậy, mai tính. Tao nghi nghi lắm á. Mỗi lần mà nó khẳng định điều gì là y như rằng sắp sửa phá hoại. Thôi thì niệm Phật cho tôi tai qua nạn khỏi, sư phụ không có bị liên lụy. Mà hồi nãy mày ghi trong sơ yếu lý lịch là gì Sơn? Thì theo một trên giấy thôi, chứ sao nữa? Chứ không phải chưa có gia đình mà có duyên âm hả? Hay là mới ngày nào còn cô đơn, giờ đã có duyên âm? Để rồi coi, trong năm nay thôi mày. Không biết nhỏ bông có giáo quấn hay đầu độc gì hay không, mà càng ngày nó càng bộc phát cái tính cà khịa, móc họng nửa mùa. Nạn nhân hồi sáng là sư phụ, bây giờ là tôi. Được rồi, không thể chịu thua nó dễ dàng như vậy.
bữa nằm mơ thấy năm nay có bồ, hy vọng là thành sự thật. Mà nếu có duyên âm thì cũng mong là gái trẻ, chứ gặp mấy bà sồn sồn lại chẳng thấy ngại gì. Có thờ ai không? Dạ không sư phụ. Mà chắc có, nhưng mà ông chú không biết. Ông nói không biết cho nên không dám thờ bậy, mà chắc là mang suôn sẻ nên ông cũng không để ý tới. Tới làm chỗ mới, nếu mà có trang thờ thì cứ thắp nhang lên đi. Không có nhang thì đứng khấn cũng được, coi như là lời thông báo đến cô hồn cô bác khuất mặt, thổ thần đất đai ở đó. Nếu mà làm ca đêm, ngủ lại chỗ nào cũng xin phép chỗ đó, dù có thấy hay là không thấy cũng không được đụng chạm tới họ. Dạ. À mà hồi sư phụ mới qua ngủ nhà cô Mai á, sư phụ có xin vậy không? Có. À, hả? Cái gì? Cái thằng mất dạy, tao đẻ trước tụi mày mà. Qua nhà cô Mai ăn uống rồi về nghỉ ngơi đi, mai còn đi làm. Mở hai cái áo ra coi thử rồi đem giặt đi, mặc vô cho thơm tho. Bữa đầu tiên nó quan trọng lắm, mất cảm tình với người ta là không có được đâu. Tự nhiên thầy dứt lời, không khí càng trở nên ngột ngạt hơn. Có lẽ thằng Cát cũng như tôi, có cùng một nỗi lo nhất định. Tạm thời làm ca ngày, mai mốt chuyển qua ban đêm, để thầy một mình thật sự không an tâm chút nào. Sư phụ ơi, mai mốt tụi con làm ca đêm á, để thầy ở nhà một mình đêm hôm lỡ có chuyện gì con không có an tâm. Cũng biết suy nghĩ cho người khác đó. Thôi khỏi lo đi, hai thằng mày đi làm tao đỡ phải nhức đầu. Dạ không phải chuyện đó. Ngày trước thì được, vợ thầy với cô Mai tình cảm khăng khít hơn rồi. Tụi con đi làm đêm suốt à, sợ lãnh lương tới tháng thứ 10 là tự nhiên lội ra thằng tiểu đệ. Hai cái thằng mất dạy này, mày có đi chưa? Hai thằng nhanh chóng cao chạy xa bay qua nhà cô Mai, trước khi sư phụ kịp chụp lấy cây chổi lông gà. Tiệm Mai với nhận sửa quần áo, buôn bán giày dép mũ nón của cô Mai cũng sắp xong rồi, hy vọng là thuận buồm xuôi gió. Đỡ một phần, cô có mối quan hệ tốt với công ty cũ, về cả đầu vô lẫn đầu ra, nên cũng bớt lo chuyện hàng hóa hơn. Cả một đêm nôn nao, trằn trọc thao tức mãi không ngủ được. Đến ngày mai chính thức đi làm mà vừa háo hức vừa thấy lo lo. Hai thằng nằm đến gần 2 giờ sáng mới thiêu thiêu, nhưng 6 giờ phải dậy chuẩn bị, ghé qua chỗ bà Bốn Bình làm hai hộp xôi lót dạ cho chắc. Vừa chạy xe vào chỗ làm, đã thấy ông chú với chị Thanh đứng ở phòng bảo vệ. Bên trong còn có hai người nữa, mặc đồ y hệt tụi tôi. Nếu đoán không lầm thì chắc là nhân viên trực ca đêm qua. Dạ chào chú, chào chị. Ờ, đúng giờ vậy là tốt đó con. Đây là hai thằng cháu của chú, bốn đứa cố gắng làm cho tốt. Nam với Nghĩa có gì hướng dẫn hai bạn nha con, bằng tuổi hai đứa luôn đó. Dạ. Vậy thôi, phần việc còn lại giao cho em phổ biến nghe Thành. Anh lên phòng làm việc đây. Dạ em biết rồi, hai cậu vô phòng đi. Bây giờ tôi phổ biến công việc luôn. Đây là phòng làm việc của bảo vệ, gian sau có giường xếp, chăn ra gối niệm đầy đủ. Trực ca đêm thì cứ thay phiên nhau mà nghỉ ngơi. Chuyện ăn uống thì tự túc, có thể nấu nướng tại chỗ cũng được, miễn là đảm bảo an toàn cháy nổ. Cái đó là chuyện sinh hoạt, ổn định đầu tiên để cho các cậu an tâm mà làm việc. Còn bây giờ là công việc chính. Cả ngày có nhiệm vụ trực ở chốt bảo vệ, đảm bảo an ninh của cả hai tòa nhà. Tòa nhà cổ thì chưa có người thuê, không có nằm trong hợp đồng, nhưng mà cũng nằm trong khuôn viên thuê của mình, nên là cũng phải đảm bảo an toàn luôn để tránh mất uy tín. Khách ra vô thì các cậu hướng dẫn cho để xe, có biển hiệu hết ở ngoài. Khách cần gặp ai thì phải điện thoại lên phòng trước, có một quyển sổ điện thoại cá nhân để cạnh cái điện thoại bàn đó. Rồi, tạm thời chỉ có vậy thôi, các cậu làm việc đi. Có gì không hiểu thì cứ trao đổi với các bạn ca đêm. Cả bốn cậu linh hoạt xếp ca với nhau sao cho hợp lý là được. Cái này tôi cũng không quản, miễn là đủ một ca hai người là được rồi.
Chị Thanh đúng là một người kỹ lưỡng và nguyên tắc. Vừa nói xong liền quay sang nhìn hai thằng một lượt, hình như kiểm tra tác phong trang phục rồi mới chịu đi. Nói chứ trăm hay không bằng tay quen, chào hỏi hai đồng nghiệp làm trước này là khỏe và thực tiễn nhất. Trực đêm có cần lưu ý gì không vậy Nam? Ông sợ ma là được, chứ ở đây không có đơn giản đâu. Hả? Chẳng lẽ nào cảm nhận của thằng Cát là đúng sao? Nhưng mà nhìn điệu bộ, nét mặt đắc ý của hai thằng đồng nghiệp mới thì lại thấy nghi nghi. Đây là trò giễu cợt hay hù dọa thì đúng hơn. Dứt lời, bọn nó cũng không nói thêm gì nữa. Thằng Cát tính gọi với lại, nhưng tôi ra dấu im lặng ngăn cản. Dù gì bây giờ cũng làm ca ngày, từ đây tới đó còn rất nhiều cơ hội để tìm hiểu. Chứ hỏi thêm chắc chắn sẽ bị bọn nó bắt thớp, nếu như đây hoàn toàn là một trò đùa. Mày thấy tao nói đúng không? Tao nghi nghi rồi. Nhiều khi tụi nó thấy mình ma mới, nó giỡn thôi. Bây giờ làm ca ngày mà lo gì? Thôi kệ đi, đi làm cho người ta rồi thì bỏ bớt cái tính bập chọc đi. Nhìn qua cái mím môi thì có vẻ như thằng Cát vẫn chưa thỏa mãn luận điểm vừa rồi. Nhưng vừa nghe nhắc đến công việc nó cũng xui xui. Hai thằng chia nhau ra khảo sát một vòng quanh khuôn viên của tòa nhà. Tôi vòng ra tòa nhà cổ phía trước. Công nhận nhìn đồ sộ thật, đường nét hoa văn đều rất sắc sảo. Qua lớp sơn thì có thể đoán nó vừa mới được trùng tu lại. Mặt trước được lắp cửa kính hiện đại, còn có cả bảng hiệu và chữ dán trang trí ở trên. Tất cả đều được niêm phong và phủ bạc từ bên trong. Qua một khe hở nhỏ, thấy khá nhiều bàn ghế chất chồng, tủ kính hộp gỗ, bụi phủ trắng đục. Đột nhiên có một thứ gì đó mờ mờ vụt qua ở khoảng không bên trong. Tuy nhiên chưa kịp định hình thì đã nghe tiếng gọi của thằng Cát. Nè nè, sớt sớt hơn. Hả, gì mày? Bây giờ tao mới để ý nè. Mày thấy cái chỗ này giống như cái giếng bị lấp không? Cái nắp này giống bữa tao thấy nhà ông Phụng cũng có. Thằng Cát chỉ tay xuống cái chỗ phần bán huyệt nhô lên bên cạnh hồ cá. Nhìn qua thì thấy giống thiệt, nhưng chưa khẳng định được. Cái đó là giếng cổ, có từ thời chưa xây tòa nhà phía sau này á. Chào cô. Hai thằng giật mình quay lại thì thấy một người phụ nữ chừng 50 đang bước xuống cầu thang. Liếc qua bảng tên thì mới biết là cô Hạnh, tạp vụ của công ty. Nét mặt hiền hậu, tạng người đậm, giọng nói nhẹ nhàng, rất có cảm tình. Hai đứa mới tới làm phải không? Cô ở đây làm lâu rồi, trải qua mấy đời công ty rồi đó, cũng nghe kể nhiều. Hồi xưa chưa có tòa nhà này sau này đâu. Có cái bà đó người địa phương, giàu lắm, là chủ của khu đất có căn nhà cổ nè. Nhưng mà sao bà bán lại cho chủ khác, rồi qua hai ba đời chủ nữa, họ xây thêm tòa nhà sau này. Bây giờ chủ mới thì cho thuê luôn cả hai tòa. Có công ty kia mở chi nhánh lớn lắm, thuê cả hai tòa nhà, nhưng mà sao thua lỗ rồi dẹp luôn. Bây giờ mới tới công ty của ông Nghĩa thuê gần 3 tháng nay thôi. Nói chung là người mới, làm ở đâu cũng vậy, có thợ có thiên, có kiên có lành mà. Dạ, vậy cái giếng cổ này là có cái gì hả cô? Không không, ý cô dặn vậy thôi. Lỡ có làm đêm cũng đừng có sợ hay này kia. Dạ. Mà cô ơi, cô làm lâu vậy rồi chắc cũng biết cái trang thờ đó là thờ ai phải không? Tụi con thấy để không bụi bặm, mạng nhện văng đầy tội quá. Không thờ thì hạ xuống, còn yên vị thì phải nhăn khối chứ. Nghe tôi nói toàn từ ngữ tâm linh, cô Hạnh cũng hơi bất ngờ, tròn mắt nhìn chầm chầm. Biết bị hớ nên tôi đá mắt qua chỗ khác. Chết thật, đang đóng vai lơ ngơ giữa trời mây trắng bay. Cái trang thờ này chỉ là thờ vọng thủ thần đất đai thôi. Hồi cái công ty đầu tiên tới thuê rồi cho đặt lên, họ chuyển đi thì không ai thờ nữa. Trước cô cũng có nói với ông Nghĩa,
nhưng mà ổng không biết thợ ai, sợ nên không dám nhang khói. Nhưng mà cô có dặn mấy đứa nhỏ trực đêm, không có thắp lên trang thờ thì cũng thắp ngoài hồ cá, ai hưởng thì hưởng. Trái với giọng nói đều đều khi nãy, cái câu chuyện vừa rồi được cô Hạnh kể trong ánh mắt lơ đễnh và sự ngập ngừng rất khó hiểu. Tự nhiên làm cho tôi nảy sinh ra một vài nghi vấn. Nhưng mà thôi, vai diễn đến đây kết thúc được rồi. Thời gian còn rất dài, hy vọng sẽ có một cuộc diễn kiến nào đó để khỏi phải ái nái vì trách lầm thằng Cát và cô Hạnh. Công việc buổi sáng cũng không có gì khó nhọc. Chốc chốc có vài người khách cần liên hệ nhân viên thì bọn tôi gọi điện lên rồi hướng dẫn để xe thôi. Phần lớn thời gian là ngồi tán gẫu ở trong phòng, không thì đi dạo dạo ra ngoài quan sát đường xá. Đối diện có ba quán bán mũ bảo hiểm, bên cạnh là tiệm sửa đồng hồ với nguyên dãy cửa hàng quần áo, giày dép. Coi bộ cũng khá sơm tụ và rơm rã. Hướng tay trái là trường đại học Y, cạnh đó là khu ẩm thực thì phải. Thấy hàng quán san sát nhau đếm không xuể. Thiên thời, địa lợi rồi, sắp tới phải làm công tác nhân hòa nữa, để lỡ tối lửa tắt đèn còn gọi tên nhau trong đêm. Gần 11 giờ rưỡi, thằng Cát xung phong đi mua cơm. Sau khi vừa được một chị nhân viên trên phòng cho địa chỉ, mọi người ở đây cũng hẹn hò nhau đi ăn trưa hết, còn mỗi hai thằng tôi với cô Hạnh tạp vụ. Không biết thằng Cát mua cơm ở đâu mà ngon thiệt, hộp 15.000 nhưng đủ thứ đồ, còn cho cơm thêm nữa. Đi làm như thế này sướng như tiên, bây giờ ra dạo vài vòng cho xuống dinh dưỡng, chứ không nó tích tụ mỡ bụng. Lạng quạng trước cổng vài vòng thì thấy ông chú nhà sửa đồng hồ ra hút thuốc, nên tôi lân la làm quen luôn. Ăn cơm chưa một thuốc vậy chú? À, mới ăn xong con. Ủa, mới làm hả? Dạ, con làm ngày đầu tiên. Cái chỗ này đẹp quá chú, hình như nhà cổ phải không? Ừ, nhìn thì đẹp đó, chứ mà cũng hơi ấn ấn à. Kể ra sợ tụi con sợ thôi. Ủa, có chuyện gì vậy chú? Chú kể con nghe đi, lỡ có gì con xin chỗ khác, chứ có gì sao dám làm lâu dài được. Nghe tôi gài câu ngọt xớt, ông chú liền gật gù mấy cái, rồi đằng hắn giọng lên tiếng, không quên bước qua cánh cổng, chỉ tay vào căn nhà cổ. Nhà này có từ thời Pháp kìa, hồi ba mẹ chú còn sống ấy, qua mấy đời chủ luôn đó. Bây giờ chủ này cho thuê kinh doanh thôi. Cái hồi mà chú còn trẻ nha, ở đây chưa có đèn đường đâu, qua đây chơi năm mười với mấy đứa trong xóm, toàn bị ma hầu suốt. Nghe tiếng guốc lọc cọc ở trong, cửa sổ tự đóng mở là như cơm bữa. Nhưng mà cái này mới ghê nè, ngay chỗ cái hồ cá, mà cái hồ đó cũng mới xây từ hồi công ty đầu tiên về đây thuê thôi. Bên cạnh cái hồ có cái giếng cổ, nghe kể là ngày xưa bà đó nhảy xuống tự tử vì nghi chồng mình ngoại tình hay là làm ăn thua lỗ gì đó. Mấy người trong xóm kể hồi đó đi làm về khuya, đi ngang qua thấy cái bóng trắng ngồi xõa tóc trên miệng giếng, rồi nghe hát, nghe khóc, ớn lắm. Hồi xưa ba mẹ chú về đây ở cũng nghe suốt, giờ tới người ta làm ăn cũng bớt rồi. Nhưng mà chú nghi nghi là cái vong linh bả làm đó, quậy cho làm ăn không được. Ở đây thấy có thờ cúng gì đâu, bởi mấy đứa làm đêm phải cẩn thận nha. Dạ, nhưng mà chú... Ông có bước vô rửa chén không? Ăn xong để đó hả? Rồi thao độ ai giặt? Rồi, tôi vô liền nè. Chưa kịp hỏi gì thêm, đã nghe tiếng chửi xối xả từ trong nhà. Đoán không lầm thì chắc là nóc nhà của chú. Người nâng cầm, sửa gò má,
thành sưng tấy và bầm tím đây mà. Hèn gì mà trước lúc quen cô Mai, sư phụ hay dặn bọn tôi rằng đàn bà là những niềm đau. Ai ngờ cho đến khi sư phụ sướng thì chân lý đó không còn nhắc đến nữa. Ngày làm đầu tiên trôi qua không có gì đặc sắc, ngoại trừ những lần đi vệ sinh vì ăn nhầm quả táo hư mà bà bán cơm cho thằng Cát. 6:30, hai thằng kia cũng có mặt để giao ca. À, tôi báo bên chị Thanh rồi, ngày mai hai ông làm cả đêm nghe. Một tuần luôn đó, tuần sau bọn tôi làm lại. Ờ, cũng được. Vậy là sáng mai nghỉ luôn ha? Ờ, đúng rồi đó. Rồi mấy ông bữa sau cũng làm lại y vậy để chuyển ca. Ok, thôi ký bàn giao đi, tụi tôi về. Thằng Cát mắt sáng như đèn pha. Tôi thừa hiểu biểu cảm này và ý định mà nó đang nung nấu. Đêm mai có lẽ sẽ dài lắm đây. Nói chứ tự nhiên quan trọng quá vấn đề lên, trong khi mọi thứ chỉ dừng lại ở những diễn biến mập mờ và câu chuyện truyền miệng của hàng xóm. Thôi thì cũng coi như là một mục đích thú vị, gọi vui là đúng chuyên môn của bọn tôi. Ủa chứ nay đi làm hay đi đâu mà lấy bùa với chỉ âm lộ vậy? Ờ, dạ phòng hờ tôi sư phụ, nhiều khi cần dùng tới nữa. Sư phụ nhớ đóng cửa lại cẩn thận rồi ngủ nghe. Khỏi phải lo. Dạ đâu có, con lo hàng xóm bị ồn ngủ được thôi. Là sao? Tụi con đẻ sao sư phụ mà. Đứng trước ngõ mà cứ bệnh trịnh, lòng ngực nôn nao khó tả vô cùng. Đây là lần đầu tiên không ngủ ở nhà vào ban đêm. Chân muốn đi nhưng có thứ gì đó cứ cản lại, nặng như đeo chì. Cuối cùng thì thằng Cát cũng đi tiểu xong. Đợi nó nãy giờ mũi cắn te tua cặp giò. Bọn tôi qua công ty thì nhân viên cũng đã gần về hết, không thấy xe ô tô của ông chú đâu. Công nhận bây giờ nhìn kỹ tòa nhà lúc chiều tối, thấy nó âm u khó tả thật. Tối ông bấm nút này nè, cổng nó sẽ chạy tự động qua tới trụ bên kia là xong. Hai người chia nhau ra đi tuần chút rồi nghỉ ngơi đi. Chỗ này an ninh tốt lắm, không có gì phải sợ đâu. Đồ ngủ tôi để trong đó, hồi thích thì cứ đem đồ riêng qua. Còn hai cái ngăn tủ trống đằng sau đó. À, chút nữa đi kiểm tra phòng coi tắt đèn tắt điều hòa đi, chốt cửa lại luôn. Chùm chìa khóa có đánh dấu hết rồi đó, cứ theo đó mà mai mở. À mà Nam nè, sáng mai mấy giờ mở cửa? Cỡ 6 giờ cô Hạnh tới gọi cửa dọn dẹp thì mở. Thôi vậy nha, tụi tôi về đây. Tối có cần gì cứ gọi, số có hết trong sổ đó. Tôi với thằng Cát bấm cổng lại rồi thay phiên nhau đi tuần tra. Bây giờ quan sát kỹ thì thấy tầng 2 có 3 phòng làm việc, tầng 3 có 2 phòng làm việc và một kho chứa vật tư. Bật hết đèn hành lang, kiểm tra lại một lượt nữa cho chắc ăn rồi mới xuống dưới. Nhưng mà chẳng thấy thằng Cát đâu nữa, ở phòng bảo vệ cũng chẳng có. Cát ơi, tao đây, nhỏ miệng thôi, qua đây nhanh lên. Không biết thằng Cát đang lén lút làm cái gì ở trước cửa tòa nhà cổ nè. Thấy tôi xuất hiện liền trưng ra bộ mặt đầy nghiêm trọng. Liếc xuống thấy nó đang cầm sẵn sợi chỉ âm lộ trên tay rồi. Gì mày? Nè, trong này có âm khí. Lúc nãy tôi vòng qua đây kiểm tra, nhìn cái khe này nè, thấy bên trong tối ươm nhưng mà có cái gì trắng trắng, cứ lạng qua lạng lại. Dùng chỉ âm lộ thì phản ứng luôn, nhưng mà không có thấy rõ, tại cái khe này khó nhìn quá. Mày thấy tôi nghi đúng không? Tôi cũng từng nghi vấn căn nhà cổ này có sự lạ, sau khi thoáng thấy cái gì đó vụt qua bên trong. Nhưng mà để tránh trường hợp kích động bản tính bợp chợp của thằng Cát, tôi bẻ lái sang hướng khác. Nhà cổ thì âm khí là bình thường thôi, lâu năm rồi mà. Trong đất cũng đã có âm khí, khi nào ma quỷ xuất hiện hại người rồi hay? Tao nghi lắm ấy. Mà tụi mình có chìa khóa nhà này không? Mày khùng hả? Thấy người ta niêm phong không? Dính là dính tới pháp luật đó, đừng có giỡn. Có gì sư phụ không có đi thăm nuôi đâu. Thôi mày tranh thủ đi mua cơm đi.
Thằng Cát nhìn qua chắc còn hậm hực lắm. Tôi thừa hiểu bản tính của nó mà, muốn cái gì là phải làm cho bằng được, bất chấp sự vụ ra sao. Thà việc của mình còn tự chịu tự sửa được, còn đã lấy tiền của người ta mà để xảy ra vấn đề thì hậu quả khó lường, liên lụy hết người này tới người kia. Gần 7 giờ rồi, khu này nhộn nhịp về đêm thật. Người qua kẻ lại mua hàng, xe cộ tấp nập, mùi thơm đồ ăn nức mũi. Tôi vào trong nhà xe bật đèn, ngang qua trang thờ cũ kỹ. Ánh sáng yếu ớt bên ngoài hắt vào, trông nó hơi âm u ma mị thật. Đang tính giới tay bật công tắc đèn thì bỗng nhiên có luồng gió nhẹ từ đâu thoảng qua, như ai đó đang thổi vào gáy, làm gai ốc nổi hết cả lên. Theo phản xạ tự nhiên, tôi giật mình quay lại, nhưng hoàn toàn không thấy gì. Có tiếng bước chân ở phía cầu thang sắt vang lên rõ mồn một. Tôi giật mình chạy sang, nhưng lại không thấy ai. Âm thanh đó cũng lập tức im bặt. Kỳ lạ thật. Bất thình lình tiếng bước chân một lần nữa vang lên, nhưng giờ đây cường độ dồn dập, rất đều, như có ai đó đang đứng dậm chân tại chỗ vậy. Tôi bất giác ngước lên thì bắt gặp một cặp mắt vàng khè sáng loáng trên hành lang tầng 2 đang nhìn chằm chằm xuống mình. Ai đó? Tôi hét lớn thị uy, rồi cố tình bước thật mạnh lên cầu thang để đánh động cái thứ bí ẩn trên đó. Đôi mắt gớm ghiếc lập tức có sự chuyển động. Chưa đầy tích tắc, nó lùi hẳn vào bên trong và mất khúc đi. Đoạn cuối hành lang đèn không chiếu tới nổi, nên không gian nhập nhoạng, chưa thể xác định chủ thể là ai. Không để nó chạy thoát, tôi vừa lao lên hành lang tầng 2 thì bất thình lình có một cái bóng đen nhảy sổ tới. Tình huống quá bất ngờ, nhưng với kinh nghiệm và phản xạ của người học võ, tôi nhảy tránh sang một bên, đồng thời thủ thế phản công. Nghe một tiếng kêu méo lên quen thuộc, định thần thì mới biết đó là một con mèo đen. Nó đang ngồi chiếm trệ trên lan can, hai mắt vàng khè sáng loáng nhìn tôi chằm chằm. Tiếng bước chân khi nãy chắc chắn là do nó gây ra rồi. Nhưng chưa kịp thỏa mãn với việc bắt quả tang con mèo thì bất ngờ tiếng bước chân quái đẳng lại một lần nữa vang lên. Không gian âm u ngay vị trí đứng càng làm cho mọi thứ trở nên ma mị và khó lường vô cùng. Con mèo nghe động, ngoái đầu nhìn xuống dưới một cái, rồi nhảy sổ về phía tôi. Nhưng lần này nó không có ý định tấn công, mà chạy thẳng một mạch dọc hành lang, rồi mất khúc về chỗ cầu thang đá ở hướng bên kia. Tiếng bước chân vẫn dồn dập vang lên. Bây giờ đứng yên nghe ngóng tình hình vẫn là thượng sách. Ở tình thế này, ai xuất đầu lộ diện trước coi như đã ôm một phần bất lợi về phía mình. Gần 10 giây sau, bỗng nhiên mọi thứ im bặt. Đắn đo một chút, tôi từ từ đi tới cầu thang sắt. Thì đúng lúc này tiếng bước chân lại vang lên. Bất thình lình có một cái bóng đen chạy thẳng đến, rồi áp sát vào mặt tôi. Theo phản xạ, tôi tính đưa chân đạp, thì nghe tiếng la thất thanh. Tao nè, mày làm gì tới đây vậy? Sao lên mà không gọi mày, còn giả ma giả quỷ nữa. Tao vừa dậy tức thời, không thấy mày ở dưới mới chạy lên nè, chứ giả vờ giả ma quỷ gì. Làm gì tới đây vậy? Nãy nói khóa cửa kiểm tra hết rồi mà. Xuống cơm đi, tao mua ở dưới rồi đó. Là mày vừa mới chạy lên luôn hả? Ờ đúng rồi. Vì vậy hồi nãy... Hả? Hồi nãy sao? Đợi xuống dưới, tôi mới kể hết toàn bộ quá trình đi bắt mèo của mình cho thằng Cát nghe. Nó im lặng một hồi, như đang suy tính điều gì đó. Tay chậm rãi mở ra hộp cơm, mắt liếc vào hầm để xe. Thật sự là tôi cũng thấy lạ. Đối chiếu với những cảm nhận lúc mới vào đây của nó, e rằng phải nghiêm túc với chuyện này rồi. Mày nghĩ có khách không mời không? Như sư phụ nói đó, đến chỗ mới kiểu gì cũng sẽ có chuyện. Không. Nếu mà vậy thì tụi mình mới là khách không mời. Còn ai đó đang là người chủ khó tính,
Tao đang nghi ngờ một chuyện, nhưng mà bây giờ chưa nói được. Thôi kệ đi, miễn không phải là ăn trộm thì yên tâm rồi. Tới đâu hay tới đó, tao chưa muốn dùng bùa hay chỉ em lộ chỗ này đâu. Rồi tao cũng sẽ dùng thôi. À, tao có mua nhang luôn đó. Càng ngày càng thấy thằng Cát chững chạc hẳn ra. Phải nói là rõ rệt từ khi quen nhỏ Bông, hy vọng là có cái kết viên mãn. Chứ mắc công tôi lại tìm cách cắt duyên âm của mình để quay về sự duy trì nội giống. 9 giờ tối, hai thằng tiếp tục chia nhau đi kiểm tra. Vẫn còn cay cú cái vụ con mèo, nên tôi tiếp tục dò la ở tòa nhà sau. Lần này không có gì bất thường xảy ra, ngoại trừ cái đèn hành lang trên tầng 3 sát với phòng kho vật tư bỗng nhiên chập chờn nhấp nháy. Ngày mai phải báo sự cố với chị Thanh nhân sự thôi. Xuống dưới, thấy thằng Cát đã đứng sẵn chỗ hồ cá, tay cầm hai nén nhang. Theo quán tính liếc qua chỗ trang thờ, đã thấy khói bài nghi ngút. Nó đưa qua tôi, khẽ gật đầu, điệu bộ như thể đang đóng phim điệp viên hành động. Mày thắp nhang vô trang thờ luôn ha? Có khấn gì không đó? Có. Hả? Khấn sao? Ông ăn rồi ông nằm ượn cái thay ra đó, không có chịu rửa chén. Tôi lại luôn đó. Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, mà ông toàn say xỉn không à. Coi hàng xóm có ai giống ông không? Có. Ông miệng hay nhậu với tôi mà. Thằng Cát chưa kịp trả lời thì bất ngờ hàng loạt câu chửi chí chóe vang lên từ phía nhà ông chú sửa đồng hồ. Âm thanh này thì chắc chắn là vợ của ổng rồi. Kịp lúc với câu hỏi bỏ lửng của tôi, thôi coi như là lời cầu nguyện dành cho số phận của ông chú luôn vậy. Hai thằng lắc đầu ngao ngán rồi cười trừ. Tôi nhanh chóng khấn rồi cắm nhang xuống chỗ hồ cá. Lạ chỗ nên trằn trọc mãi không ngủ được, chỉ có thằng Cát là nằm ngáy khò khò bên cạnh rồi. Tôi thích khoảnh khắc về khuya, khi mà loài người đã miễn cưỡng trả lại sự yên bình cho màn đêm. Khi đó, hít thở một hơi thật sâu, cũng cảm nhận được không khí vừa trôi qua lỗ mũi mà không phải gân cổ lên giải thích hay là cười giả lả với ai. Cuộc sống có lẽ là những chuỗi ngày đi tìm sự bình yên thì phải. Nhưng mà chỉ đúng cho đến khi cơn buồn tiểu ập tới. Toilet thì nằm trên tầng 2. Nếu cái thận không biểu tình quá dữ dội, chắc nín tới sáng mai cho đỡ kéo khóa quần. Vừa bước ra khỏi toilet, tôi đứng sững người lại khi chứng kiến một cảnh tượng hết sức ma mị. Từ hành lang tầng 2 nhìn thẳng xuống dưới hồ cá, có một cái bóng trắng toát, tóc dài buông xõa, đang ngồi bắt chéo chân, làm động tác vuốt ve, hướng ánh mắt nhìn ra ngoài đường. Đầu chưa kịp nhảy số thì bất thình lình nó quay ngoắt lại, đôi mắt đỏ lồm sâu hắm nhìn chầm chầm về kẻ đang gãi chân vì mũi đốt. Được rồi, để xem đây có phải là cô chủ nhà khó tính hay là không. Vẫn làm cái dáng vẻ bình thường của người trần mắt thịt, tôi chậm rãi bước xuống, vừa đi vừa hít sáo. Nghe dân gian đồn nửa đêm hít sáo là gọi ma đối đi theo, nên sẵn kiểm chứng xem dòng nữ này có đói bụng hay không. Có vẻ như nó vẫn dành sự chú ý cho tôi, liền quay mặt sang nhìn. Ngũ quan này nếu như người bình thường chứng kiến, có lẽ 5 giây sau sẽ lăn đùng ra ngất xỉu. Bước đến sát hồ cá, tôi đột ngột dừng chân lại, xoay người về phía dòng nữ, tay mân mê mấy cái lá cây trên hòn non bộ. Nó cũng quay sang, đứng phắt dậy, mặt đối mặt, khuôn miệng chu lên, thổi ra một làn hơi lạnh toát vào mặt tôi. Ơi, tôi thúi quá vậy, cái mùi cống ở đâu thúi ghê, y như mùi chuột chết vậy. Tôi giờ chửi đổng lên, rồi đưa tay phe phẩy sát mũi. Kẻ liếc sang thấy dòng nữ có vẻ hơi cao có, nó dòng ngược ra sau. Lần này phần gáy cảm nhận rõ sự lạnh lẽo, có lẽ là một hành động tương tự. Là giả vờ giật mình, tôi quay người làm điều bộ sợ hãi. Lúc này nhìn nó rất khoái chí. Mà sao cái gì mà lạnh quá vậy? Mà không, trên đời này làm gì có ma. Vừa dứt lời,
dòng nữ bay vụt ra sau, tác động cho tán cây trên hòn non bộ trung lên xào xạc. Có vẻ như chuẩn ba rem mấy cái trò hù dọa trong phim rồi. Bây giờ tôi phải tiếp tục sợ hãi để có sự tương tác thôi. Hồi ớn quá, hình như đây có ma thiệt rồi. Nếu có ngon thì thiện chút tao ngủ, vô phòng tao mà dọa, tao đợi đó. Tôi chỉ tay sỉ vả vào hòn non bộ, rồi vờ cuốn quýt chạy vào trong. Thằng Cát vẫn ngái đều đều. Tầm này ăn trộm mà làm đám cưới, nó tỉnh dậy chắc kiếm phong bao bỏ tiền vô quá. Nhắm chắc kiểu gì ma nữ kia cũng mò vô, nhưng không hiểu sao làm một giấc từ đêm tới 5 giờ sáng chẳng thấy tâm hơi đâu. Thằng Cát đã dậy từ lúc nào, đang đứng tập thể dục ở ngoài sân. Ồ, dậy sớm mày. Ôi, lạ chỗ không ngủ được. Ngoài tiếng cú mèo á, thì cái giọng ngái đêm qua của mày cũng ớn lạnh đó. Tập dậy sớm cho quen, phải ở nhà đâu. Chà, có bộ trưởng thành lắm rồi đó. Tao nhìn không có quen nha. Bảy giờ, hai thằng kia đến giao nhận ca. Nhìn bọn tôi với ánh mắt rất khác lạ. Nó cái kiểu như, ủa sao hai đứa này còn sống ta? Thái độ phản phất rất nhiều nét của sư phụ. Nhưng mà kể cũng lạ, nếu như thực sự hai thằng này đã chạm trán với dòng nữ kia mà vẫn trụ lại đến bây giờ, thì chứng tỏ thực lực cũng chẳng phải dạng tầm thường. Càng lúc càng thấy rất thú vị. Về tới nhà không có sư phụ, nhưng tạt qua thấy đôi dép xỏ ngón màu xanh lá chuối của ổng nằm ở ngoài sân nhà cô Mai là hiểu rồi. Lật đật xuống bếp tính nấu mì gối ăn, thì dở lòng bàn lên có hai hộp xôi còn nóng hổi. Tôi với thằng Cát kinh ngạc nhìn nhau, mắt trưng trưng, nhòe đi lúc nào không hay. Tình sư đồ đúng là thiêng liêng, không biết tới bao giờ mới đền đáp được công ơn nuôi dưỡng này nữa. Đang tính cầm lên ăn thì sư phụ bước vào, đặt tay lên da hai thằng. Ủa, hai đứa dậy rồi hả? Sao vậy? Dạ, tôi con mới dậy. Cảm ơn sư phụ. Hai thằng ôm chầm lấy thầy, xoa xoa tấm lưng gầy, vuốt ve mái đầu đã lấm tấm pha sương. Bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu khổ cực, bao nhiêu yêu thương đã dồn lên đôi tay thô ráp, vầng trán nhăn nheo và khóe mắt đầy vết chân chim kia rồi. Ủa sao vậy? Hai cái đứa này. Mà thôi có gì từ từ nói. Để tao đem xôi qua cho Mai ăn, chứ không nó nguội hết. Chút về rồi nói sao ha. Ủa cái gì? Tránh ra coi. Hai cái thằng này. Tôi với thằng Cát tẻn tò nhìn nhau, rồi ngoái theo cái dáng hí hửng cầm hai hộp xôi của ông thầy. Nếu không phải là sư phụ thì cái mông hư hỏng đó đã bị tán cho một cái rồi. Thì ra là mua cho cô Mai với ổng thôi. Bây giờ đành ngậm đắng nuốt mì tôm chứ sao giờ. Ăn xong ngủ một giấc, tới chiều hai thằng lại lục đục dậy tắm rửa đến chỗ làm. À, còn chị Phương phòng quảng cáo đang làm ở trên á, chút bà về rồi khóa cửa sau nha. Tụi tôi về đây. Thằng Nam giao lại chùm chìa khóa rồi lật đật dắt xe về. Thằng Cát cũng tranh thủ đi mua cơm. Hôm nay không có hiện tượng gì lạ cả. Tôi cố tình đi kiểm tra kỹ hơn một chút, lần la mọi ngóc ngách, nhưng chẳng bắt gặp dòng nữ đó nữa. 7 giờ tối, chị Phương còn đang làm ở trên, nên hai thằng ăn cơm sớm rồi đợi cửa luôn. Cô, em ơi. Đang ngồi ăn ngon lành, tự nhiên nghe tiếng la thất thanh ở tầng 2. Hai thằng vội vã chạy lên, thì thấy chị Phương đã ngồi thập ở ngoài cửa phòng, mặt cắt không còn giọt máu, ôm ngực mà thở hổn hển, hai mắt trợn tròn, thất thần chỉ tay vào bên trong. Có. Chị Phương, nè, gọi cấp cứu đi các, nhanh lên. Tiếng còi xe cấp cứu đánh động cả một khu. Hàng xóm xúm tụm lại đông nghẹt trước cổng công ty. Tôi gọi ngay cho ông chú để báo cáo tình hình. Trong đầu nảy sinh ra hàng loạt nghi vấn, nhưng chắc phải đợi khổ chủ tỉnh dậy mới hỏi cặn kẽ được.
hy vọng là nắm được chút ít thông tin. Đêm đó hai thằng tăng cường tuần tra hơn. Tôi vẫn chưa kể cho thằng Cát nghe về vụ con ma nữ. Hôm nay đổi chéo, để nó lên kiểm tra tòa nhà sau, phần tôi lảng vảng ở tòa nhà cổ. Ban đêm thì khó mà quan sát bên trong, nên thôi dọc dọc sát cổng, vừa tập thể dục, vừa tranh thủ vận động đầu óc về cái vụ việc vừa rồi. Có hai khả năng rất dễ xảy ra. Một ở khía cạnh khoa học, chị Phương làm việc quá sức, hoặc là suy nhược, hoặc là gặp thứ gì đó nằm trong nỗi sợ của mình, như chuột bọ dán rết, rồi quảng hồn và xỉu đi. Hai là khía cạnh tâm linh, ngắn gọn thôi, liên quan tới con ma nữ vừa rồi. À không, trường hợp cuối cùng, ở đây vào ban đêm còn có rất nhiều vị chủ nhà khó tính khác đang lẩn vẩn ẩn nấp ở đâu đó. Chưa ngủ hả con? Dạ chú. Chú con ngủ muộn vậy? Tụi con mới chia nhau đi kiểm tra. Ông chú sửa đồng hồ lại sai ngất ngưỡng. Kiểu gì xíu nữa cũng có chuyện với vợ ông thôi. Nghĩ lại cuộc đời của đàn ông, 12 cái trạm xá, vợ nó mà đánh thì má nhận cũng không ra. Nè, nghe nói có ai xỉu hả con? Dạ, bà chị trong công ty với chú, đưa đi bệnh viện rồi. Chắc làm việc quá sức với suy nhược thôi. Coi chứ cũng ớn lắm nha. Cách đây nửa tháng, hình như có con bé quệ gì đó cũng ở lại làm đêm rồi bị y chang á. Ủa vậy hả chú? Đúng rồi. Trước là hai thằng kia trực, chú thấy Diệu ra ngoài phòng bảo vệ mặt tái xanh, mất hồn luôn. Chú nghi nghi đó nghe con. Ở đây nhìn vậy chứ có cái nồi đó, ban đêm ở ngoài nhìn vô thấy nó âm u lắm. Thôi chú vô, chứ vợ chú tắm sắp xong rồi. Hy vọng chỉ là trường hợp ngẫu nhiên mà thôi, chưa thể có bằng chứng để buộc tội cho những điều khuất lấp. Đừng áp đặt sự phản biện lên bất cứ thứ gì nằm trong phạm trù tâm linh, khi thực tiễn vẫn còn đang mơ hồ. Vòng tròn âm dương được tạo nên bởi hai mảng trắng đen cùng chung kích cỡ, chỉ là để phân biệt hai phạm trù riêng biệt mà thôi. Bản thân những gam màu đó không có tượng trưng cho chính tà đâu. Thằng Cát không phát hiện ra gì bất thường, nên hai thằng lảng vảng một chút nữa rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, mới 6 giờ, chị Thanh đã chạy qua công ty. Ủa, đi làm sớm như chị? Tranh thủ lên làm báo cáo cho sếp, rồi qua bệnh viện coi Phương nó làm sao. Cũng may mà hai đứa phản ứng kịp thời á. Rồi chị Phương tỉnh lại chưa vậy? Tối hôm qua thì chưa, mà sáng nay em gái của Phương có gọi cho chị, báo là tỉnh rồi nên cũng đỡ lo. Nằm theo dõi tới trưa, nếu bình thường thì cho xuất viện. À, chị dặn lại lần nữa, đừng có để người ngoài bàn tán cái chuyện này nhiều nha. Họ thiêu dệt lên á, ảnh hưởng tới nhiều người lắm á. Dạ. Ánh mắt e ngại của chị Thanh càng làm nảy sinh thêm nhiều nghi vấn. Dặn dò kỹ lưỡng đến hai lần, chẳng lẽ nào đây không phải là lần đầu tiên có sự việc tương tự xảy ra hay sao? Thằng Cát cũng có suy nghĩ giống tôi, và điều này càng làm cho nó củng cố thêm luận điểm về tâm linh từ ngày đầu tiên đặt chân đến đây. Làm gì đứng đợi người ra vậy? Ủa, hai ông mới tới hả? Bộ chưa nghe chuyện gì sao? Đang sẵn đà, tôi kể lại toàn bộ sự việc tối qua cho thằng Nam với thằng Nghĩa nghe. Dù gì tụi nó cũng là người của công ty, nhưng cốt lõi vẫn là vẽ ra một mối liên kết để nhân chứng năm xưa lật lại chuyện cũ cách đây 2 tuần. Thật à? Chị Phương đang nằm viện đó. Nghe chị Thanh nói trưa nay nếu mà bình thường thì cho vậy. Mày thấy tao nói đúng không nghĩa? Bữa qua về là tao nghi ngây rồi. Nói chơi mà thành thật. Vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt của thằng Nam khi nó quay sang diễn giải với thằng Nghĩa. Hai thằng nhìn nhau một lúc, thằng Nghĩa khẽ gật đầu, hất hàm về phía bọn tôi.
đây là lần thứ hai xảy ra cái vụ xỉu lên xỉu xuống này rồi. Lần trước là chị Huệ ở phòng kinh doanh. Tôi kể cái này, hai ông đừng có nói ai nghe nha. Ừ, mà chuyện gì vậy? Cách đây 2 tuần á, bọn tôi trực cả đêm, cũng là cái giờ như hôm qua, thì nghe chị Huệ la làng trên đó. Hai thằng mới chạy lên, thấy bà phi ra ngoài cửa mặt trắng bệch, mất hồn luôn. Hỏi cái gì cũng không nói. Chị chỉ tay vô bên trong vậy nè, mà kiểu sợ lắm, người thất thần luôn mà. Tôi mới trấn an lại, rồi dẫn xuống phòng bảo vệ ngồi nghỉ. Cũng gần 10 phút sau bà mới tỉnh táo lại được một chút. Hỏi ra thì bà kể như vậy nè. Nên là tối hôm qua đó, tôi mới nói nửa giỡn nửa thật với thằng Nghĩa là lâu lâu có nhân viên ở lại làm đêm, đừng có làm giống chị Huệ lần trước là được. Ai ngờ sáng ra nghe mấy ông kể mà da gà da vịt nổi hết lên. Thì ớn quá. Bà nói là thấy cô Hạnh đi ra, thằng Nam mới chỉ tay cho tất cả vô phòng bảo vệ. Điều này chứng tỏ sự việc lần trước thực sự rất nghiêm trọng, và có ai đó đã nghiêm cấm không được tiết lộ ra ngoài, cả với những người không quan trọng trong công ty. Bà nói bà làm việc xong mệt quá, mới ra ngoài hành lang đứng hóng gió. Ai ngờ nhìn xuống dưới thì thấy có cái bóng trắng đang ngồi ở hồ cá, tóc dài lắm, mà hả không có mặt mũi gì hết. Cái này là nguyên văn lời bà kể đó. Rồi cái bà hét lên luôn hả? Chưa đâu, cái này mới ghê. Bà sợ quá thụt lùi vô trong, nhưng mà quay mặt qua thì thấy cái bóng trắng đó, bây giờ nó đang đứng ở cuối hành lang nhìn bà chằm chằm luôn. Thì lúc đó bà mới la lên. Tôi với thằng Nghĩa chạy lên thì đâu có thấy gì đâu. Nói chung là cái vụ đó cũng ớn thiệt, nhưng mà cũng không dám kể cho ai nghe ngoài sếp với dì Thanh, sợ hoang mang cho nhân viên. Ông ai dám ở lại làm đêm. Ôi, bây giờ nghe thêm vụ này nữa thấy ớn ghê. Ờ, thằng Nam nói đúng á, tôi cũng thấy ớn ớn nè. Mấy bữa đầu hai thằng tôi cảnh báo mấy ông là gì vậy đó. Thiệt ra thì trực đêm hoài vẫn không gặp, chỉ thấy mấy cái hiện tượng là lạ thôi. Ê Nghĩa, ông kể cụ thể nghe coi. Ủa chứ mấy ông không sợ hả? Ờ, không phải, ý là nghe đi phòng hở. Thì có lần tôi coi đá banh tới khuya 2 giờ sáng rồi, mà cái tính của tôi là thích hát, cho nên cái lúc đi tiểu đi ngang qua cái hồ cá đó, tôi hát to lên một phát. Tự nhiên cái đống sắt để làm khung biển quảng cáo chất ở trong tầng hầm đó, nó đổ xuống hết luôn. Tôi nói ông là đứng im nín tiểu luôn á. Có lần thằng Nam cũng gặp nè. Ừ, thì có một lần trời nóng á, tôi mới lấy cái giường xếp ra chỗ cạnh cái bàn làm việc nằm. Đang thiêu thiêu một cái nghe kéo cửa một cái rẹt, tưởng thằng Nghĩa nó giỡn. Nhưng mà hả, vô trong thấy nó nằm ngủ say như chết vậy. Đập nó dậy đi kiểm tra thì không có thấy cái gì hết mới đọc. Cửa kéo là mấy ông biết rồi, kéo qua một khúc luôn, chứ có phải cảm giác hay là nghe tiếng không đâu. Thì ra đã có những sự liên kết nhẹ từ trước. Quân domino đầu tiên đã đổ, và ông chú vẫn cứng đầu dựng lên lại. Mà khoan, nếu nói như vậy, chuỗi sự việc này đã xảy ra trước biến cố của thằng con trai. Vậy sau khi bọn tôi giáo huấn cho một trận, ông ấy vẫn ngoan cố và cố tình phớt lờ phạm trù tâm linh hay sao? Không chịu thờ cúng thổ thần đất đai, không tìm hiểu kỹ nơi mình làm việc, chẳng khác nào cầm con dao cùn cứa từ từ lên vết thương. Ừ, thật ra tôi với thằng Sơn đang nhập tâm suy nghĩ, tự nhiên thằng Cát đằng hắn giọng dõng dạc lên tiếng, làm cho tim tôi như muốn vỡ lòng ngực. Bây giờ không phải là lúc chơi trò khai sơ yếu lý lịch đâu. Tôi liếc xéo, giả vờ ho vài cái, nhưng nó cố tình phớt lờ đi. Khi hai gương mặt đối diện vẫn chăm chú đợi câu tiếp theo phía sau phần lấp lửng kia. Tôi với thằng Sơn cũng ớn lắm.
đừng có ma có gì để làm ăn cho yên ổn cho rồi. Ừ, mà mấy ông yên tâm đi, sau cái vụ đó thì bọn tôi cũng không gặp gì lạ nữa. Không động chạm tới họ thì họ không làm gì mình đâu, tôi nghĩ vậy. Ừ, tôi tin ông. Tôi về đó nha. Nghe giọng điệu của thằng Cát, tôi biết nó sắp làm cái gì rồi. Ở chung từ nhỏ tới giờ, đôi khi coi đó là một trò đoán tâm lý đúng sai cũng khá thú vị. Hầu như chưa lần nào tôi chịu thua suy nghĩ của mình cả. Tối nay tôi tính đem theo chị em Lộ với bác Quái, phải dò cho ra mới được. Rồi ví dụ ra được thì mày làm sao? Diệt, thu phục, hay là đánh nhau bùm chéo? Sao tao thấy càng ngày mày càng nông cạn đó Sơn. Sư phụ dặn rồi, làm cái gì phải tự tốn, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Thắng xe lại, cái xe hủ tiếu của người ta kìa. Của hai đứa 400. Chưa lãnh tháng lương đầu tiên mà thằng Cát đã làm mất 2 ngày công. Nó lo Tuyết Trịnh không để ý, lạc tay lái, mai sau tông vô cái đống chén đũa bên cạnh, chứ vào thẳng cái xe thì ôm đủ luôn. Thôi thì sẵn đà mua cho sư phụ với cô Mai 2 tô luôn. Hôm sau vừa tới công ty, Cát đã nói ngay: dùng bát quái phục trận, truy vết âm khí lai vãng xung quanh. Nhớ là nếu phát hiện cũng không đụng đến ai đó, chỉ khoanh vùng thôi, từ từ tính sau. Chỗ nào âm khí nhiều, chứng tỏ là có vong hay lai vãng tới, đợi tới khuya tao với mày ra đó rồi tính tiếp. Rồi lỡ không gặp hay sao thì đi ngủ. Làm đi. Đặt bát quái xuống đất, cho 8 sợi chỉ âm lộ lên 8 cạnh. Chưa đầy 1 phút, tất cả lập tức có phản ứng. Không nằm ngoài dự đoán, vùng tập trung nhiều âm khí nhất chính là chỗ hồ cá và dưới trang thờ. Thằng Cát rút ra 2 lá bùa vàng, hút hết toàn bộ vào bên trong. Đây chính là phần đảm bảo để bọn tôi chiếm được thế thượng phong nếu như không ai có cuộc gặp gỡ đụng độ nào đó ngoài mong muốn. Sơn, Sơn ơi. Ê Cát, hình như lộng chú. Nè nè, vô nội nhanh lên. Nhìn ra ngoài cổng thấy có chiếc ô tô của ông chú đậu. Tự nhiên lại xuất hiện giờ này chi không biết, suýt chút nữa đã lộ hết rồi. Mặc dù ít nhiều ông cũng biết thân phận và từng được bọn tôi cứu giúp. Ai đưa cơm nước chị chưa? Nãy chú lên bệnh viện coi tình hình của con Phương, thì con bé nó kể tối qua nó thấy ma đó. Hai đứa coi giờ có gì giúp chú được không? Lần trước cũng có một nhân viên bị dọa như vậy rồi, mà chú cứ nghĩ con bé nó làm việc quá sức, nó nhìn gà quá cuốc thôi. Rồi ông chú kể lại toàn bộ sự việc của chị Huệ, y như lời của thằng Nghĩa đã thuật lại trước đó. Dạ, phải kiểm tra kỹ rồi mới xác định được chú. Tạm thời chú nói nhân viên đừng có ở lại làm đi một mình nữa. Ờ, trăm sự nhờ hai đứa, chú lên phòng lấy tài liệu rồi về luôn. Đang đứng đăm chiêu nhìn nhau thì bỗng dưng một tiếng hét lên từ trong phòng của ông chú. Hai thằng giật mình vội vàng lên thì thấy cửa đã mở toang. Bên trong ông đang ngồi bệt dưới đất, mặt tái xanh, tay chân run lẩy bẩy. Ai đó? Chưa kịp hỏi gì thì bỗng có một cái bóng trắng vụt qua thiệt nhanh, rồi khuất sau phía cầu thang sắt dẫn xuống tầng hầm. Tôi nhanh chóng đuổi theo, nhưng vừa đến nơi chỉ cảm nhận được luồng hơi lạnh phả lên da. Chẳng lẽ là cái vong nữ đó hay sao? Nè chú sao chú? Ông chú vẫn còn rất hoảng loạn, chỉ lắc đầu sợ hãi. Thằng Cát phải trấn an mãi mới đỡ xuống phòng bảo vệ được. Cũng may là không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Có bộ sự vụ lần này cũng hay, một mũi tên trúng hai con nhạn. Vừa thị quy được ổng, vừa có cớ để cho bọn tôi díu vào và bắt đầu chơi cái trò đuổi bắt đường đường chính chính với những kẻ khuất mặt kia. Chú uống nước đi chú. Từ từ thôi chú.
Có gì chú kể tụi con nghe đi. Ông chú vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, ngồi trên ghế mà thở dốc như vừa từ cõi chết trở về. Nhìn hai thằng trân trân một lượt, uống thêm ngụm nước mới lắp bắp lên tiếng. Chú thấy có cái đầu tóc dài lắm, đứng ở ngoài cửa sổ nhìn vô. Chú sợ quá. Có phải ma không con? Hay là quyền tìm chú? Dạ không có đâu chú ơi. Dòng linh của cô Quyền được gửi lên chùa rồi. Tôi liếc qua thằng Cát, nó khẽ gật đầu, dù không biết là đang tán thành điều gì. Phải đá thêm cái chân nữa, nó mới giật mình mà hiểu ra. Đâu? Sao đá tao? Nhưng cuối cùng thì không phải như vậy. Tôi đành kể lại toàn bộ sự việc liên quan tới cái dông nữ bắt gặp ở hồ cá, và liên kết nó với vấn đề tâm linh, đặc biệt là cái giếng cổ và trang thờ bị bỏ hoang. Thì chú sợ người ta thờ bậy bạ, mình không biết rồi rước họa vào. Hồi chú mới chuyển về đây cũng cúng sinh đàng hoàng rồi mà. Mày đưa giúp chú với tụi con, chứ nếu mà kéo dài như vậy, sắp tới nhân viên nhiều việc ở lại làm đêm, rồi không ai dám làm nữa, ảnh hưởng tới công ty. Chú biết mấy chuyện đó, nhưng mà không có dám nghĩ sâu xa. Được rồi chú yên tâm đi, tụi con cũng muốn tìm cho ra. Nếu có thì hỏi tâm tư nguyện vọng của họ coi như thế nào. Tại vì người Trần mình hay quyển quạt quá lên thôi, chứ dòng linh giống dĩ tâm không có xấu, chỉ là chưa có tiếng nói chung, chưa hòa hợp, nên việc mà mâu thuẫn này kia hay là khó tránh khỏi lắm chú. Như cái chuyện của chú với cô Huyền á, chú thấy không? Nhìn thì vậy đó, nhưng mà sau khi tư tưởng thông suốt rồi, nguyện vọng đáp ứng rồi thì coi như là xong. Chú hiểu mà. Trải qua một lần nên chú biết. Chú nhờ hai đứa giúp chú nghe. Đừng có kể chuyện này cho ai nghe, kể cả thằng Nam thằng Nghĩa luôn nha con. Ông chú ngồi thêm một lúc nữa để hoàn toàn trấn tĩnh rồi mới ra về. Tôi với thằng Cát cũng có kế hoạch cho riêng mình. Bây giờ tao lên phòng ông chú, mày dưới này yểm trợ nha. Đừng có động cái gì tới vong hồn, chỉ thị quy cho nó sợ thôi. Có gì gọi tao, đi tiểu miếng nè. Khi nãy mang theo hai lá bùa mà thằng Cát dùng hết rồi, nên bây giờ tôi cầm đỡ bát quái, nhanh chóng tìm lên phòng ông chú. Lần này để làm một khung cảnh đúng chất ma mị, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho ma ập ra, tôi sẽ tắt toàn bộ đèn hành lang và trong phòng, coi như dọn chỗ mời ma rồi đó. Muốn dọa thì dọa đi. Lần đầu ngồi lên ghế giám đốc, công nhận phê thật. Không biết bao giờ mới đạt tới đẳng cấp ai gặp cũng phải cúi đầu chào, cơm bưng nước rót, o bế nịnh bợ. Chắc dễ nhất là đi vay nặng lãi, rồi cù nhây đợi chủ nợ tới năn nỉ ỉ ôi thì mai ra mới có được cảnh đó. Gần 11 giờ đêm vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Đang tính ra ngoài hít thở chút khí trời thì bất ngờ một cơn gió từ đâu thổi qua, làm cho cánh cửa chính đập mạnh vào bờ tường. Cùng lúc đó, làn khói trắng mỏng manh hiện ra là đà ở phía trước. Sợi chỉ âm lộ trong tay cũng bắt đầu chuyển động. Tôi đặt bát quái lên bàn, phòng hờ có đụng độ. Không để chờ lâu, một cái bóng trắng toát, tóc xõa dài, chân không chạm đất, đã án ngữ trước cửa ra vào. Nếu đoán không lầm thì đây đích thị là dông nữ ở hồ cá rồi. Chưa kịp phản ứng thì ở khung cửa sổ có thêm 3-4 cái đầu đang lấp ló. Thoáng thấy qua thân hình nhỏ thó, rất có thể là dông nhi. Tôi giờ như không để ý, cúi đầu xuống ra như thế ngủ gật. Chào đi. Bây giờ mới nghe được chất giọng lanh lảnh nhưng đầy u uất của vong nữ. Nó vừa dứt lời, 4 bóng trắng ở cửa sổ cũng lập tức xông vào. Không nằm ngoài dự đoán, chính xác là những vong nhi.
bọn chúng vây lấy chỗ tôi ngồi, liên tục lượn lờ xung quanh, có vẻ muốn hù dọa như đã từng với chị Huệ, chị Phương, hay mới nhất là ông chú. Nhìn kỹ thấy âm khí không phải dạng vừa, chứng tỏ những vong này đã trú ngụ ở đây từ lâu lắm rồi. Tuy nhiên nhìn thần thái, âm sắc thì lại không chứa đựng nhiều giả tâm hay ác ý. Đắn đo một lúc, quyết định lật bài ngửa, thể hiện rõ ra ngoài cho tất cả biết rằng sự hiện diện của bọn chúng đã bị phát hiện và nhìn thấu. Tôi nhìn chằm chằm vào từng cái vong, đến độ bọn chúng phải khựng lại, tỏ vẻ e dè. Không biết thần giao cách cảm ra sao, mà sau một hồi bất động, đám vong nhi quay nhìn sang vong nữ, rồi đồng loạt vây ráp áp sát tới chỗ tôi. Tôi bình tĩnh từ từ đưa bát quái lên, hướng thẳng tới cửa chính. Ánh sáng tỏa ra làm cho bốn vong nhi giật mình lùi lại, vong nữ cũng nép sang một bên. Nhận thấy có sự kháng cự, bọn chúng tụ lại với nhau, bàn tán xì xầm gì đó. Âm khí tỏa ra cả phòng, trắng trắng, mờ mờ ảo ảo. Hai cánh tay cảm nhận rõ sự lạnh lẽo, da gà gai ốc cũng cộng hưởng mà nổi lên rần rần. Bất thình lình, cả bốn chồng nhi nhấc bổng người lên, lao nhanh tới. Không hề nao núng, tôi dương bát quái lên thị uy, chiếu theo hướng di chuyển của bọn chúng. Nhưng dòng nữ bất ngờ lao thẳng tới, thừa lúc tôi đang chú ý đến bọn dòng nhi, nhanh như cắt, cánh tay gớm ghiếc đã áp sát, tính bóp lấy cổ tôi. Tôi nghiêng người qua một bên, di chuyển bát quái hướng về phía nó. Ngay lập tức, bốn dòng nhi lại vây ráp. Dường như đã có kế hoạch tỉ mỉ rồi, không phải thất thế trước bọn chúng, nhưng sự việc chưa rõ ràng, tôi không thể dùng bát quái chiếu thẳng vào được. Chẳng may hại tới dông vô tội thì nghiệp chướng sẽ nặng nề. Nhưng nếu tiếp tục thị quy như vậy, bất lợi về sức lực chắc chắn sẽ đến. Và khi đó sơ suất là khó tránh khỏi. Cái thằng ôm dịch cát đi đâu từ nãy tới giờ chưa thấy xuất hiện nữa. Coi như đã biết nhau rồi, tôi chỉ muốn hỏi dông muốn cái gì thôi. Không một ai trả lời. Bọn chúng vẫn tiếp tục vây ráp, cố tình dồn tôi vào thế chống đỡ. Lần này dường như đã đổi chiến thuật, bốn dòng nhi dạt ra, ập vào từ hai bên hông. Dòng nữ chỉ chờ có như vậy, lập tức xông thẳng vào giữa, bóp lấy cổ tôi. Không được, nếu bây giờ dùng bát quái áp thẳng vào, có khi nó tan hồn luôn quá. Bốn dòng nhi thấy tôi lơ đỉnh, cũng nhanh chóng bám lấy. Bây giờ cả 10 bàn tay đang bóp lấy cổ tôi, như kiểu đàn con thơ thấy cha đi nhậu vậy, chạy ra ôm vai bá cổ, ngăn cản không cho vô nhà, vì mẹ đã cầm chổi đứng sẵn ở bên trong. Ê, tao mệt lắm rồi nghe, có thả ra không? Cái này mà áp vô á, một phát là thăng thiên đó. Hình như bọn dông nhi cũng biết đùa, nên nghe xong liền bật cười khoái chí, nhưng mà lại tỷ lệ nghịch với cái siết cổ thật chặt. Đúng là con nít giỡn nhây không ai bằng. Cũng may có căn mạng lớn, nên tôi chỉ thấy hơi khó chịu một chút thôi. Bây giờ có dừng lại không? Úi đau! Vừa mới dứt lời, dòng nữ tát thẳng vào mặt tôi. Nó vẫn giữ thần thái rất nghiêm túc và có phần hơi dữ dằn. Bình sinh từ nhỏ tới giờ chưa bị ai đánh, bây giờ lại bị ma tát. Đau! Chưa có nói gì mà! Tôi chưa hiểu vì sao lại bị tát, thì bỗng nhiên tất cả lại buông tay, lùi hẳn ra sau, tỏ vẻ rất đau đớn. Không gian vừa rộng mở, cũng là lúc thằng Cát lù lù xuất hiện trước cửa, cầm hai lá bùa phe phẩy qua lại. Ơi, không biết nãy ăn trúng cái gì mà đau bụng quá, ngồi bắt ít đê luôn á. Ít đê là gì? Xích chút nữa tao tắt thở luôn nè. Ít đê là ê đít. Đừng có giận. Tao đốt hết lá bùa này á là tụi bay hồn siêu phát tán nha. Thằng Cát dương hai lá bùa để thu phục âm khí lai giảng dưới tầng hầm đã cháy xém một góc ra trước mặt. Khi nhận thấy đám dông nhi có dấu hiệu muốn xông tới tiếp tục tấn công tôi,
trong này đã có âm khí của tụi mày rồi. Ngoan cố là tao cho đi luôn đó. Đám dông nhi nghe xong có vẻ hơi chột dạ, liền đứng im tại chỗ, quay sang dông nữ cầu cứu. Nó quay ngược cái đầu, nhìn thằng Cát có vẻ tức giận. Đó là tôi đoán thôi, chứ sao thấy được. Một là ngồi xuống nói chuyện, hai là nhìn nhau cười, rồi mỗi người một nơi. Ba là... Thằng Cát tự nhiên ngã dúi dụi ra phía trước. Thắc mắc của tôi nhanh chóng được giải đáp khi có hai dòng nam hộ pháp bất ngờ xuất hiện ra, án ngữ ngay cửa chính. Hàng loạt những tình huống bất ngờ liên tiếp xảy ra, như thách thức trí não vốn đang hướng về cơ quan bài tiết của tôi lúc này. Đang nước sôi lửa bỏng mà lại đau bụng, mạng của thằng Cát xấu thật chứ. Nhỏ mà hổn hả mày? Ông ơi, nói chuyện cho đàng hoàng, ở đây có lớn có nhỏ. Hình như bắt gặp cái dòng đạo lý rồi thì phải. Nhìn qua dáng dấp và lời nói đanh thép, chắc năm xưa cũng là lính tráng gì đó. Không chắc nữa, nhưng khí chất ngút ngàn thật, âm khí cũng không phải tầm thường. Tuy nhiên hai bàn tay đã ửng đỏ, chứng tỏ sắp chuyển thành ngạ quỷ. Thật vậy thì bắt quái trên tay khó mà thu phục được. Bây giờ cương nhu hợp lý thôi. Mấy ông quậy phá chỗ làm ăn của người ta, hù dọa người ta phải nhập viện, thì ai đúng ai sai? Âm ra âm, dương ra dương chứ. Lớn mà không đúng thì nhỏ cũng phải đụng tay đụng chân thôi. Thằng Cát vừa đứng dậy vừa sỉ vả nguyên một tràng. Tôi mắc ở trong này nên bịt miệng không kịp. Nói chuyện với dông mà, có cần chợ búa vậy không? Hai dông nam nhìn nó chầm chầm, chưa đầy tích tắc liền tính xong tới, nhưng bị tôi lấy bát quái ra thị quy, ngán ngay mũi chân. Bọn tôi đến đây không có ý hại ai cả, âm dương cách biệt. Không biết có ai ở đây đã nhận được lời thông báo, lời cảm tạ của kẻ mới dành cho người cũ hay không. Không biết có ai ở đây ngửi được mùi nhang mà bọn tôi thắp ở chỗ hồ cá hay không. Nếu không ai biết gì thì bọn tôi xin lỗi vì thất lễ, vào nhà mà không xin phép. Lời nói từ tốn, đang xen vài phần nhắc khéo của tôi, đã làm dịu những cái đầu nóng. Hai dòng nam trở lại trạng thái bình thường, dòng nữ và bốn dòng nhi cũng bay sang đứng bên cạnh. Nói tiếp đi. Không có nói nữa, chừng đó đủ rồi. Nên nói với những người hiểu lý lẽ, những người thật sự lớn mà thôi. Con người hay là vong linh đều dùng sự hiểu biết, đạo đức của mình để giao tiếp, là hơn nhau cái đầu, chứ không phải là tuổi tác. Tính bước ra ngoài thì một vong nhi sấn tới chặn lại. Thằng Cát nhanh chóng dùng bùa, nhưng tôi ra dấu cản lại. Vậy mấy người nói coi, người trận đúng ở chỗ nào? Hồi trước có người cúng thắp hương cho lộc hưởng, còn mấy người này bỏ lạnh ngắt luôn. Chỗ nào mà lạnh ngắt? Chỗ trang thờ, chỗ hồ nước, chỗ ngoài đó nữa. Hồi trước đó ai ở đây cũng đắp hương, rằm có lộc hưởng. Còn cái ông mới về này nè, ông không biết gì hết nên mới bị quậy vậy đó. Cho chừa, cho khi nào biết mặt thì thôi. À mà bây giờ mấy người biết mặt bọn tôi rồi đó. Ông ơi, đây có phải là mấy người có căn mạng lớn không ông? Đúng rồi đó con. Trái với giọng đanh thép khi nãy, dòng nam đối đáp rất hiền lành, điềm đạm với dòng nhi. Có lẽ bọn họ ở đây với nhau từ lâu lắm rồi. Tôi cảm nhận được rất nhiều sự u uất, lạnh lẽo, cô độc và cả khát khao được hòa hợp với người trần. Cảm giác khủng khiếp nhất có lẽ chính là sự cô độc, là sự vô thừa nhận thì phải. Cũng là một hình thể, nhưng mãi không thể bước qua được lằn ranh âm dương, nơi mà người trần đôi khi dửng dưng với những sự tồn tại vô hình, để rồi nỗi uất ức lâu ngày dồn nén, vô tình tạo ra một quy chuẩn khắt khe,
nghiêng hẳn nó về hướng bắt buộc sự thừa nhận và đáp ứng. Người vô tội bỗng trở nên có tội, kẻ nặng tâm tư lại tự tạo nghiệp cho mình. Vậy nếu như những lần trước lỡ những người bị dọa sợ quá mà ảnh hưởng tới tính mạng, thì ai trong số mấy dòng sẽ đứng ra gánh nghiệp chướng cho mình hay không? Không ai cả, vì vốn dĩ không có quy chuẩn nào đặt ra giữa hai cõi âm dương. Sư phụ tôi từng nói rằng tao đẻ trước tụi mày. Thằng Cát tự nhiên chêm vô, làm tôi cứng cả họng. Tài lanh thì không ai bằng, nói liều cũng vô địch thiên hạ. Lúc nãy bị ăn một tát rồi còn chưa chừa. Không phải câu đó thằng Ung. Sư phụ tôi từng nói rằng á, quy chuẩn trong tâm linh là thứ đáng sợ nhất. Nếu như nó được đặt ra bởi những kẻ bất mãn hay là những người ngông cuồng, quy chuẩn duy nhất, cao quý nhất, đáng trân trọng nhất chính là niềm tin và sự thừa nhận mà thôi. Đám vong hồn nghe xong thì đứng trầm ngâm một lúc rồi dạt ra cho hai thằng tôi đi qua. Thứ cần gặp đã gặp rồi, kết thúc có hậu hay không đành phụ thuộc vào tâm lý vậy. Nếu chẳng may nó biến tướng thành ác ý, có lẽ sẽ giống như mọi lần, bọn tôi sẽ đứng ra gánh nghiệp và thay trời hành đạo thôi. Hai thằng vừa vào giường nằm thì bỗng nhiên có một luồng khí trắng vụt qua ngay cửa ra vào. Thằng Cát tính vùng dậy nhưng bị tôi cản lại. Nếu đã là khách không mời thì cứ để họ tự nhiên. Ở trong bóng tối, dù gì vẫn có lợi thế và đủ thời gian để quan sát sơ hở hơn. Chưa đủ 10 giây, căn phòng trở nên lạnh toát, khói trắng mờ mịt bao trùm. Trong sự âm u, thấp thoáng mấy vong hồn đã hiện diện ra. Đó chính là hai vong nam và bốn vong nhi. Dậy, dậy đi. Hai vong nhi bay thẳng vào bên trong, vừa lay tôi với thằng Cát, vừa gọi với giọng thỏ thẻ đáng yêu vô cùng. Đúng là ở cùng với sư phụ, cảm quan nhìn người hay vong linh của tôi đã tăng lên đáng kể. Quả thực ngay từ lần đầu gặp mặt đã không thấy có quá nhiều giả tâm hiện ra, và hành động như vừa rồi ít nhiều đã chứng minh điều đó. Đang ngủ mà. Dậy đi, hai ông có chuyện muốn nói đó. Dậy đi. Tôi quay sang kẻ gật đầu với thằng Cát, nhanh tay cho bắt quái vào túi quần rồi vờ ngái ngủ bật dậy. Vừa bước ra ngoài, hai dòng nam đã chỉ tay về phía hồ cá, nơi dòng nữ đã đợi sẵn. Hả? Tìm hài cốt của hai ông hả? Đúng vậy. Các cậu có giúp được không? Giúp thì giúp được, nhưng mà không phải muốn người trợn mắt thịt tin là được. Tại sao những lần trước có thầy đến cúng tạ đó, mấy ông không ứng lên mà thỉnh cầu? Không thấy nhã ý, toàn khua môi múa mép là giỏi. Tôi hiểu. Muốn thông suốt thì mấy dòng phải hợp tác. Tôi hứa sẽ giúp được. Nhưng mà khoan, phải đảm bảo câu chuyện vừa rồi hoàn toàn là sự thật đó. Tôi lừa gạt để làm gì? Nếu mà có ác ý, mấy cái người này không ở đây nổi đâu. Không ngờ rằng bên trong những hình thể dất dưỡng này lại ẩn chứa quá nhiều nỗi mất mát và bi kịch. Có lẽ sự giằng xé, tủi thân đã hình thành nên tư tưởng ích kỷ, ham muốn tầm thường. Khó mà trách được khi những người cảm nhận, nhìn thấy hay giao tiếp với cõi âm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Và con đường giải thoát là có hậu hay ngõ cụt còn phải phụ thuộc vào tâm can của kẻ tự xưng là thầy Pháp nè. Tôi với thằng Cát nhìn nhau, lần này không còn cái gật đầu nào từ nó, mà là những pha gãi chân vì bị mũi cắn. Đôi khi muốn nghiêm túc nhưng đồng đội của mình cứ cà rỡn.
Bây giờ hai dông cho bọn tôi biết chính xác từng chi tiết thì mới giúp được. Còn dông nữ sao không thấy nói gì vậy? Nó không giống bọn ta. Hài cốt được chôn cất đàng hoàng, nhưng mà nỗi niềm xưa cũ không dứt được, nên là... Dông nam giải thích cặn kẽ, tôi mới tường tận được. Thì ra trong số những dông hồn này, dông nữ là được chôn cất nhang khói đàng hoàng. Nhưng vì nỗi đau quá lớn, sự uất hận tích tụ lâu năm, dẫn đến từ chối con đường vãng sanh mà ở đây gặm nhắm tuổi thân, bi ai một mình. Bốn dòng nhi dắt dưỡng đầu đường xó chợ, vô tình bữa rằm tháng 7 mấy năm trước đi ngang qua đây. Hồi còn công ty cũ có cúng kiến đàng hoàng nên tìm tới hưởng lộc. Hai dòng nam thấy thương mới cưu mang đến tận bây giờ. Nhưng rồi khi công ty cũ đó chuyển đi, mấy công ty mới tới, kể cả là ông chú, không có ai ngó ngàng đến chuyện tâm linh hương khói, đâm ra mới có những chuyện hy hữu và tư tưởng nặng nề như vậy. Dòng nữ không muốn đi đầu thai siêu thoát hay sao? Bọn tôi giúp được. Không, đầu thai làm gì? Đầu thai kiếp khác làm gì để phải chịu thêm đau khổ nữa? Kiếp sống đau khổ, buồn bã, ngột ngạt đủ rồi. Dòng có nỗi hận không dứt được hay sao? Hay là có duyên trận với ai chưa dứt được? Không, tại sợ kiếp sống thôi. Năm xưa vì không chịu nổi cảnh chồng đánh đập thường xuyên, ăn chơi quậy phá, nợ nần chồng chất, mà tôi đã nhảy xuống giếng này. Bây giờ an phận làm ma mà thanh thản hơn. Nhưng mà nếu cứ như vậy á, dòng sẽ trở thành quỷ, hoặc là hồn siêu phách tán, nếu như gặp quỷ hay dòng khác mạnh hơn đó. Không thể dứt dưỡng mãi như vậy được đâu. Tôi sẽ... Đang cố gắng thuyết phục thì bị dông nam cản lại. Dường như tư tưởng này không phải là mới đây, mà đã được tất cả dông hồn nghe qua rồi, nên không ai lấy gì làm lạ cả. Được rồi, chuyện của dông nữ giải quyết không khó, sau này thuyết phục rồi gửi vào chùa sau. Tạm thời gác qua một bên. Dù gì thì gì, hài cốt cũng được chôn cất đàng hoàng, mộ yên mã đẹp rồi. Hai dòng nam chỉ rõ vị trí hài cốt của mình đi. Nhớ phải chính xác, chứ không sẽ gây hệ lụy cho bọn tôi đó. Ở trong nhà này. Hả? Một dòng nam chỉ tay vào tòa nhà cổ. Nếu như vậy thì chẳng khác nào đánh đố bọn tôi rồi. Hiện tại nó vẫn được niêm phong, quyền sở hữu hay sử dụng cũng chẳng phải của ông chú. Nhưng bây giờ từ chối thì còn đâu tôn chỉ của thầy pháp nữa. Khi mọi thứ gần như đã rõ ràng, chỉ còn đợi bọn tôi tương trợ mà thôi. Đúng là tiếng thoái lưỡng nan mà. Nói như vậy, nhưng vật trắng mờ ảo bên trong lúc lần đầu mới tới đây chính là của bọn họ rồi. Bây giờ hơi khó ở chỗ là căn nhà này bị niêm phong lại, tức là những ai không phận sự thì không vô được. Tôi có một cách nè, nhưng mà sau khi bàn bạc kỹ phải nhờ hai dòng trợ giúp một tay. Cụ thể như thế nào thì tôi sẽ nói sau. Nhưng mà phải hứa với bọn tôi một chuyện, là từ đây đến đó không ai được hù dọa hay làm ảnh hưởng đến mọi người ở đây là được. Được rồi. Hai dòng nam ẩn thân vào tòa nhà cổ, dòng nữ và bốn dòng nhi cũng mất hút trên cầu thang. Tôi nhìn qua thằng Cát, thấy nó nhíu mắt lại như sắp ngủ gật tới nơi. Nè Cát, giờ tính sao mày? Người tính không bằng trời tính đâu. Nhưng mà lỡ hứa rồi, bây giờ không làm thì họ sẽ nghĩ mình khoác lác, không có chân thành. Họ mất niềm tin vào người Trần nhiều rồi, bây giờ mà vậy nữa. Muốn chân thành á thì sư phụ chính là chân ái. Sáng nay tôi với thằng Cát vẫn giấu nhẹm chuyện tối qua, bây giờ lên phương án kỹ càng trước đã. Thuyết phục ông chú rất dễ, còn tiếp cận ngôi nhà cổ mới là nan giải. Về nhà kể cho sư phụ nghe xong,
ông cũng đăm chiêu vô cùng. Ta phải đến đó mới biết được thật hư. Nói thì ai nói cũng được. Dạ, tụi con cũng tính tới chuyện đó. Nhưng mà cái quan trọng hơn là mình không có vô tòa nhà nó được. Chỉ cần ở đó dùng bát quái phục trận truy âm khí là xác định được vị trí ngay. Nhưng mà nếu đào lên không có gì ở dưới thì ăn nói sao với người ta? Mà chắc vị chủ đất đã đồng ý. Đầu tao hai thứ tóc rồi. Bây giờ sẽ dùng chiêu mượn gió bẻ măng. Đợi có ai thuê nhà rồi mới tính tiếp được. Trong thời gian đó đó thì phải tập cho đám vong hồn sự nhẫn nại, chờ đợi trong sự sốt ruột. Con hiểu rồi sư phụ. Có phải thầy muốn đợi ai đó tới thuê, cho bài kế cho đám vong hồn hù dọa, buộc chủ thuê phải tự cho người đào cốt lên? Có hay không có, mình cũng vô can. Tao chưa nghĩ tới nước đó luôn đó. Tôi còn đẻ sau thầy mà. Tao đập mày bây giờ đó, thử một chút đã lên mặt rồi. Đúng rồi đó. Nhưng mà từ đây cho đến ngày đó cũng chẳng biết là bao lâu. Cho nên hai đứa phải theo dõi cẩn thận, vừa cương vừa nhu hợp lý. Giai đoạn bài mưu cho vong hồn hù dọa phải giám sát chặt chẽ, không được để làm hại tới ai. Tốt nhất vẫn là thu phục được âm khí, đề phòng bất trắc xảy ra. Nếu được thì thằng Cát, con cho bọn chúng mượn xác nhập hồn đi. Ừ, sư phụ à. Thằng Cát đột nhiên chạy tới, ôm vai, kéo sư phụ ngồi bệt xuống đất, nhìn ông chầm chầm không chớp mắt. Tôi liếc mắt ra sau, coi thử có cây chổi hay chiếc dép nào không. Chứ tình thế này thằng Cát sắp bị ăn đập tới nơi rồi. Mặt sư phụ có bộ nghiêm trọng lắm, nhưng mà không có bằng nó nữa. Sư phụ đã lớn tuổi thật rồi. Nói tiếp đi. Cách vừa rồi á, có quá nhiều lỗ hổng. Đầu tiên là thời gian quá vô chừng, không biết khi nào mới có người thuê. Thứ hai là nếu bắt vong hồn quậy phá hù dọa cho người ta sợ, sợ quá người ta chuyển đi. Chứ ai hơi đâu mà mời thầy về cho vong ứng lên, rồi chỉ chỗ đào cốt. Chưa kể là ảnh hưởng tới chủ đất nữa. Sư phụ nhìn thằng Cát một hồi lâu, rồi quay sang tôi, ánh mắt đầy chan chứa. Khẽ giới tay nắm chặt lấy tay tôi, cảnh tượng quá đổi xúc động. Thằng Cát đã trưởng thành thật rồi, suy nghĩ cũng nhạy bén hơn nữa. Thú thật tôi cũng không lường được vấn đề này. Đỡ ta vậy, chuột rút. Ủa cái gì? Nói tiếp đi các. Chuột rút đau quá. Thì con sẽ mượn chuyện tối qua áp lực lên ông chú, rồi kể thật luôn chuyện mà mấy vong hồn nói. Quy tính từ vụ nhà ổng rồi, bây giờ nói gì cũng nghe thôi. Thay vì nhờ người khác thì nhờ luôn ổng có phải khỏe hơn không? Là mày muốn ổng liên hệ với chủ của hai tòa nhà rồi nói chuyện, thuyết phục họ hả? Đúng rồi. Nhờ uy tín của ông chú thôi chứ biết sao giờ. Dù gì ông cũng có làm việc trước đó với chủ đất thì mới thuê được nhà chứ. Nếu không được nữa thì tìm cách khác. Cũng còn nhiều sơ hở đó. Nhưng đúng là an toàn và rút ngắn thời gian hơn cách của ta. Thôi được rồi, lần này ta thua. 1-0. Ủa cô Mai. Đâu 2-0. Sơn, cúi đầu xuống. Chưa, hai cái thằng ôn dịch. Chiều lên giao ca thì thấy ông chú vẫn còn ở trong sân. Tôi tính sáng mai nán lại để trao đổi, nhưng tình hình này sẵn đà làm luôn. Bây giờ gần 7 giờ rưỡi, ông chú mới xong việc. Thấy hai thằng đứng sẵn ngay xe đợi thì tỏ ra khá bất ngờ. Ủa, hai đứa giao ca rồi hả? Bây giờ chú về nè, nhiều việc quá. Dạ, tụi con mới lên luôn á, cũng có chuyện muốn nói với chú nè. Mặt ông chú có vẻ hơi biến sắc, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Có lẽ cũng ngầm hiểu vấn đề mà tôi tính nói. Vì mối liên kết giữa đôi bên, ngoài công việc ra, thì chỉ còn phạm trù tâm linh mà thôi.
mời ổng vào trong phòng. Tôi kể lại toàn bộ sự việc đêm qua, cùng với đường đi nước bước tính với sư phụ, kèm theo hàng loạt câu dẫn chứng về hậu quả tâm linh lâu dài mà thằng Cát tự nghĩ ra. Ông chú nghe xong thì gương mặt có vẻ tươi tỉnh hẳn lên. Được, chú sẽ liên hệ rồi báo với hai đứa sau. Nhìn biểu cảm của ông chú, mặc dù không hiểu tại sao lại thể hiện ra như vậy, nhưng ít nhiều cũng làm cho hai thằng bớt căng thẳng và có thêm hy vọng khả quan về chuyện này. Tối nay đi tuần tra, không thấy dông nào xuất hiện cả. Vậy cũng tốt. Có lẽ sau khi được đả thông tư tưởng và đảm bảo chắc địch về việc đáp ứng nguyện vọng thì họ cũng ẩn mình đi hết rồi. Cuối cùng, tuần đầu tiên cũng trôi qua trong sự dập dìu của cảm xúc. Không biết có phải do cơ địa hay không mà đi tới đâu cũng gặp vong hồn ma quỷ. Chuẩn bị chuyển về ca sáng, hy vọng tình hình chối lóa hơn một chút. Có điều hai ngày rồi mà chưa nghe tin tức gì mới từ ông chú cả. Alo. Chiều tối hai đứa vào ca xong á thì qua nhà chú luôn ha. Có người cần gặp á. Dạ, tôi có biết rồi. Nghe đến có người cần gặp, thằng Cát hộ hởi như tôi. Đợi bàn bạc xong sẽ kể lại cho sư phụ, rồi nhờ ông coi cho một cái ngày tốt, lên công ty chỉ điểm đặt hướng trăng thờ, cúng tạ, rồi hướng dẫn cho ông chú thờ cúng luôn. Nguyên cả một ngày làm việc, nhưng trong người cứ nôn nao khó tả, trông đến giờ giao ca. Hai thằng kia vừa xuất hiện, bọn tôi đã lên xe phóng qua nhà ông chú rồi. Nói không trật, chứ thằng Cát nghe qua nhà ông chú là y như rằng lạng lách đánh võng, đá số nẹt bô, không nể nang cái ổ gà nào. May là trên quãng đường di chuyển không có quả trứng nào rơi ra, chứ cái chữ bông sắp gặp có thể chuyển thành cái bó bông đặt bên trái bàn cúng rồi. Vừa quẹo vào đã thấy một con xe màu trắng đổ ở trước cổng, hình như đã có hẹn trước. Thằng Cát bấm chuông thì nhỏ bông liền ra mở cửa, điều bộ như vợ đón chồng đi chợ vậy. Để cho đôi trẻ tranh thủ mơn trớn nhau sau bao nhiêu ngày xa cách, tôi lẻn vô trong trước. Sơn, vô đây con. Dạ, chào cô chú. Dạ, chào cô. Vợ chồng ông chú đã ngồi sẵn ở phòng khách đợi bọn tôi. Phía đối diện là một người phụ nữ sang trọng, khuôn mặt xinh đẹp, nhiều nét phúc hậu. Đây là cô Thư, chủ của hai tòa nhà đó con. Cô Thư là đối tác với vợ chú khi xưa, nhờ vậy mà chú mới liên hệ được mà thuê tòa nhà để mở công ty đó. Thì ra là như vậy. Bảo sao mà khi nghe bọn tôi kể xong chuyện muốn đào tìm hài cốt trong cái nhà cổ đó, ông chú lại tươi tỉnh như vậy. Ủa mà thằng Cát đâu rồi con? Chả nói với bọn ngoài sân chú, lâu ngày chưa gặp. Vợ chồng ông chú lắc đầu nhìn nhau cười tủm tỉm. Có lẽ khoảnh khắc vừa rồi cũng chính là sự hồi tưởng về một thời thanh xuân của mình. Dạ con chào cô. Chắc chú cũng có nói sơ qua cho cô biết chuyện rồi phải không? Con cũng mong cô hiểu và thông cảm cho. Cái việc này nó tế nhị, nhưng mà không làm triệt để thì không được. Không sao. Cô thấy anh Nghĩa nhắn tin á, mà cái lúc đó đang ở nước ngoài, bây giờ mới ghé qua đây được. Cô nghe anh Nghĩa kể lại cái chuyện con giúp gia đình anh ấy rồi. Gia đình cô cũng mới mua lại miếng đất của hai tòa nhà đó mới đây thôi, cho nên nói thiệt là cô cũng không có rõ chuyện khuất lấp. Cô cũng tin tâm linh lắm. Mình thờ Phật á, thì mình phải có niềm tin vào tâm linh chứ con. Dạ, chắc là con sẽ nói rõ trước cho cô luôn. Cái chuyện này nó hơi tế nhị, lại liên quan tới tâm linh nữa, càng ít người biết càng tốt. Tối chủ nhật á, cô sắp xếp cho tụi con vô trong làm mấy cái lạc vặt, rồi sau khi khoanh vùng được, con sẽ nói cô cách giải quyết cụ thể. Ừ, con tính sao mà an toàn nhất, không ảnh hưởng tới ai là được. Nếu giải quyết được cũng là làm phước đó con. Dạ con biết rồi. Cảm ơn cô nhiều lắm. Đúng là trong cái rủi có cái may.
trông cho mọi chuyện được suôn sẻ, để lòng đỡ phải áy náy, công ty cũng yên ổn mà làm việc hơn. Sáng thứ sáu vừa lên giao ca thì thằng Nam đã hớt hải kéo tay tôi vào phòng. Gương mặt của nó nhìn nghiêm trọng thấy rõ. Cả thằng Nghĩa cũng vậy nè. Thằng Cát theo sau ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Tụi mày nghe tin gì chưa? Chị Thanh nhập viện rồi. Hả? Sao nhập viện? Hồi nào? Tối hôm qua. Ở lại làm bản lương cho nhân viên. Hồi đó cũng gần 8 giờ tối. Tự nhiên bà la quá trời la. Tao với thằng Nghĩa chạy lên thì thấy nằm xỉu dưới đất rồi. Mà lạ lắm nghe. Giấy tờ bay tung tóe luôn. Tao nghi có khi nào giống hai vụ trước không mày? Cái công ty này riết người tao ớn quá. Chẳng lẽ nào vụ này có sự tác động của mấy dòng hồn ở đây sao? Diễn biến giống như mấy lần trước. Nếu thực sự là như vậy thì đừng mong một đặc ân nào nữa. Rồi sếp biết chưa? Biết rồi. Qua đưa đi bệnh viện xong là gọi chú luôn. Mà qua xe cấp cứu tới, dân tình tụ tập đông lắm. Tao sợ cũng đồn bậy bạ ra ngoài thôi. Mà tao cũng đâu biết gì đâu. Vậy mới ứng. Giả giả thiệt thiệt mệt ghê luôn. Hai thằng kia vừa chạy ra thì ông chú đánh xe vào. Thấy bọn tôi, ông liền tiến tới với vẻ mặt đầy lo lắng. Bị nữa rồi con ơi. Đêm qua Thanh nó... Dạ con nghe Nam nó kể rồi chú. Rồi bây giờ tình hình sau đây? Đa qua thành phố đó con. Có phải nữa không con? Chú lo quá. Tình hình mà không ổn chắc phải thuê chỗ khác thôi. Chứ mấy vụ rồi. Làm ăn như vậy nhân viên sợ nghỉ hết. Bây giờ phải hỏi chị Thanh mới biết được chú ơi. Con cũng không dám khẳng định cái gì. Ờ vậy thôi một đứa đi với chú qua bệnh viện đi. Tôi để thằng Cát ở lại vì sợ cái tính bợp chợp của nó sẽ làm hỏng chuyện, làm thiếu sót thông tin. Theo ông chú vô bệnh viện, đến phòng đã thấy chị Thanh đang ngồi ăn cháo. Bên cạnh hình như là chồng chị thì phải. Có vẻ khá bất ngờ với sự hiện diện của tôi. Nhưng vì có ông chú nữa nên chị cũng gật đầu chào. Anh chồng biết ý, dặn dò mấy câu rồi ra ngoài. Anh... Cứ nằm đó cho khỏe đã em. Qua anh nghe thằng cu Nam nó nói rồi. Mà có người nhà của em ở lại nên anh cũng an tâm. Sáng nay anh mới qua. Khổ thật chứ. Mà em mệt thì về nhà chứ ráng làm cái gì. Dạ không, em không có mệt. Em đang làm thì tự nhiên người em lạnh toát luôn á. Nổi da gà mà đổ mồ hôi. Em tưởng trời gió cho nên mới kéo cửa sổ phòng em lại. Nhưng mà mới đứng dậy á, em thấy có cái mặt đen thui, nó in lên cửa sổ đó anh. Nó đen mà con mắt nó sâu hắm à. Rồi nghe tiếng cười con nít nữa. Em sợ quá mới la lên. Rồi tỉnh dậy là thấy ở đây rồi. Ông chú quay sang nhìn tôi với ánh mắt đầy sự lo lắng. Máu nóng trong người đã chạy rần rần, nhưng phải cố nén lại. Chị khỏe chứ chị? Em nghe Nam kể nên xin chú chạy qua thăm chị luôn nè. Chị cảm ơn, cũng đỡ rồi. Nhưng mà chắc nghỉ thêm 1-2 ngày mới đi làm được. Anh ơi, chắc em không có dám ở lại làm đêm. Em sợ quá. Bữa Huệ với Phương cũng bị đó, anh nhớ không? Tôi với ông chú lại hỏi thăm, động viên chút nữa thì quay về. Trên đường đi, không khí đột ngột vô cùng. Phải sớm chấm dứt chuyện này. Alo Nam hả? Có chuyện này nhờ mày chút được không? Mai nhà tao đám giỗ ông nội mà tao quên mất tiêu à. Còn cháu có hiếu dữ ha. Nên tính là tao với thằng Cát á, trực tối nay luôn. Ngày mai mày với Nghĩa làm nguyên ngày đêm, rồi mốt quay lại ca bình thường được không? Thông cảm nghe, quên mất mà giờ báo hơi gấp. Không sao đâu, để tao nói với Nghĩa. Cảm ơn mày nhiều.
Hết giờ làm việc, thằng Khác chạy về nhà lấy bùa và bát quái lên. Tối nay phải làm cho ra lẽ mới được. 6 giờ chiều, nhân viên đã về hết. Đóng cửa ngõ cẩn thận, hai thằng chia nhau ra hành động. Thằng Cát tầng trên, còn tôi ở dưới hầm để xe, dùng bát quái phục trận, truy vết âm khí. Mấy hôm nay chẳng thấy vong hồn nào xuất hiện cả. Ở trên phòng chị Thanh á, âm khí nhiều lắm, nhưng mà không thấy ai hết á. Thu phục lại hết đi, tao có cách cho bọn họ xuất hiện. Chị Thanh kể không sai, âm khí trong phòng dày đặc, chứng tỏ đã có vong hồn ra vào quấy nhiễu. Tuy nhiên, bên dưới hầm để xe và hồ cá thì lại không thấy. Nhưng đây cũng là điều dễ lý giải nếu như đám vong hồn chọn chỗ trú ngụ khác. Mày còn giữ lá bùa chứa âm khí lần trước không? Ờ, còn chứ. Đưa đây hết cho tao đi, cảm ơn cả cũ luôn. Bật lửa, đốt cháy từng lá bùa. Thằng Cát cũng hiểu ý nên lùi lại thủ thế, quan sát xung quanh. Chưa đầy 30 giây, ở hướng đối diện, ngay sát trang thờ cũ kỹ, hai vong nam, vong ma nữ và 4 vong nhi hiện ra trong làn khói mờ ảo. Tất cả đều tỏ ra đau đớn. Tôi dập lửa, cất hết bùa vào túi. Đám vong hồn tức giận tính lao tới, nhưng thằng Cát đã nhanh chóng đưa bát quái lên tị quy. Mấy cậu làm cái gì vậy? Câu đó là tôi hỏi mới đúng đó. Mấy người đang làm cái trò gì vậy? Tại sao đã hứa không quậy phá hù dọa người khác trong thời gian đầu bọn tôi tìm cách mà? Mấy người bị cái gì vậy? Tại nói mà lâu quá, bọn ta không chịu được. Có muốn lâu không? Hả? Nè Cát, khoan đã. Thằng Cát giật phăng lá bùa trên tay tôi, bật lửa tính thiêu rụi tất cả. May mà tôi giật lại kịp. Biết rằng nó đang tức giận, cả tôi cũng vậy. Tuy nhiên để mà nói một nhát vô tình thì không phải đạo. Dù gì vẫn còn cứu vãn được, và cách tốt nhất nên làm chính là bằng lời nói. Nhưng không, đó chỉ là suy nghĩ chừng 2 giây trước của tôi mà thôi. Vừa cản thằng Cát lại thì tất cả vong hồn bất ngờ lao đến, bổ vây tứ phía thành một vòng tròn khép kín, dồn hai thằng vào bên trong. Không ngờ chỉ vì chút tư lợi bị chậm trễ mà nhanh chóng thay đổi cả cốt cách của mình. À không, có khi đây mới chính là bản chất của họ. Các à, đang chỉ em lộ, chỉ thu phục, không được làm hại. Không lạ gì bản tính nóng nảy của thằng Cát nữa. Nó nghiến răng, miễn cưỡng lấy chỉ âm lộ ra. Tôi cũng làm y như vậy, mỗi thằng cầm một đầu chỉ của nhau. Vong hồn nào sáp vào, lập tức tôi và thằng Cát thả đầu dây bên kia ra. Chỉ âm lộ cảm nhận được âm khí, lập tức lao vút đến. Mỗi cái chạm chính là tượng trưng cho những cú đánh ngàn cân, là sự đối lập thái cực giữa dương khí và âm khí. Đám vong hồn bị thị quy lập tức lùi cả lại, hình như không phải khiếp sợ mà là đang tính toán kế hoạch khác. Đúng như dự đoán, y hệt như lần chạm trán trước, 4 vong nhi bắt đầu xông lên, bay vòng vòng xung quanh. Rút kinh nghiệm, tôi nháy mắt cho thằng Cát bình tĩnh, không chú ý đến ngoại cảnh, chỉ cần ai có ý định sấn tới mới động thủ mà thôi. Bác quái phục trận. Không muốn kéo dài thời gian, tôi bỏ bát quái xuống đất, đặt hai sợi chỉ âm lộ lên trên. Đám vong nhi tưởng hai thằng sơ hở, liền nhào tới một lực. Nhưng không ngờ rằng, khi âm khí đủ gần, sợi chỉ sẽ ngay lập tức phản công. Bị dính thuật, cả 4 quằn quại đau đớn, tụ lại một chỗ với nhau. Mặc dù rất đáng thương, nhưng ngay từ đầu, tôi đã quyết tâm phải dằn mặt và chiếm lấy thế thượng phong. Không thể để chữ tình chen ngang vào chữ lý và bị xao động bởi những bản chất bất kiên định được. Giải quyết xong đám vong nhi, bây giờ đến lượt hai vong nam và vong nữ. Chứng kiến từ đầu tới cuối, cả 3 có vẻ đang rất dè chừng.
chốc chốc tôi lại phải quay sang canh chừng thằng Cát, sợ nó nổi máu điên lên mà gây họa. Sao? Bây giờ mấy người muốn cái gì? Nói rõ ra đi. Ai lúc trước vừa dạy đạo lý cho bọn tôi rằng lớn là lớn, nhỏ là nhỏ, mà bây giờ lại làm vậy? Bước ra đây. Bước. Thằng Cát gằn giọng nói lớn, giương hai lá bùa có chứa âm khí ra phía trước. Sau hai lần đụng độ, có lẽ đám vong hồn đã hiểu, chỉ cần một đốm lửa thôi thì sẽ đau đớn lập tức ập tới. Không ai dám lên tiếng, cũng chẳng ai thấy động thủ. Tất cả đứng yên, mắt nhìn thẳng, đầy vẻ lo lắng. Mấy người có biết, để thực hiện mong muốn của hai ông, bọn tôi phải nhờ giả hết người này tới người kia. Biết có phải là thật hay giả mà vẫn giúp đây nè. Chưa vừa lòng hả? Mấy người nhìn đi, mấy người chưa là cái gì cả mà làm khó dễ bọn tôi được đâu. Núi này cao còn có núi khác cao hơn, làm cái gì cũng phải nghĩ hậu quả, cũng phải nhìn lại tâm can chứ. Dưới lớp đất đó là cái gì, ai mà biết được? Vậy mà bọn tôi có lăng tăng chuyện thật giả hay không, có bắt lý bắt lẽ hay không, hay là âm thầm sốt sắng cố gắng tìm cách giúp? Vậy mà mấy người làm gì? Đợi một ngày, hai ngày, ba ngày, khó lắm hả? Mệt lắm hả? Tại sao lại cứ đặt cái nỗi bất hạnh của mình lên vai người khác, rồi bắt họ coi đó là trách nhiệm? Nên nhớ, đó là sự chia sẻ, là cảm thông, là tương thông giữa hai cõi âm dương. Chứ nếu không, hôm nay mấy người không còn đứng ở đây đâu. Thằng Cát đang nói thay tâm tư của tôi hiện giờ. Phàm sự đời, đừng bao giờ đem nỗi bất hạnh của mình ra, coi đó là tấm màn nhung đáng thương, rồi tha hồ nhảy múa với ham muốn tầm thường của mình. Có hai thứ giúp mình thay đổi hoặc vượt qua số phận, đó chính là sự cố gắng và tâm can ngay thẳng. Thiếu một trong hai, ắt hẳn là vô giá trị. Bọn ta tại thấy lâu quá, sợ mấy cậu nghi ngờ không giúp, nên là hại người khác, tạo nghiệp cho chính mình hả? Nếu mà bọn tôi được quyền phán quyết, thì hai ông không có một đặc ân nào đâu. Nhưng mà cuộc đời không chỉ là rạch ròi đúng với sai, mà nó còn cái sự bao dung và tương trợ nữa. Bọn ta biết lỗi rồi. Thôi bỏ đi. Bây giờ tôi hỏi lại lần cuối, có chính xác là hài cốt của hai ông á đang ở trong tòa nhà cổ đó không? Đúng vậy. Nói sai trời đánh. Vậy thì được. Có dòng nữ với bốn dòng nhì làm chứng. Nếu như mọi thứ là sai sự thật, thì bọn tôi sẽ thay trời hành đạo đó. Không phải vì bị các ông lừa, mà đó là nhân quả mà các ông phải gánh lấy sau khi lộng hành ở đây quá lâu rồi. Bây giờ hai ông ẩn thân vào lá bùa này, sắp tới bọn tôi sẽ được vào trong cái nhà cổ đó. Khi hành đạo, nghe lệnh, phải chỉ thật chính xác vị trí hại cốt của mình. Được, bọn ta biết rồi. Đây sẽ là đặc ân cuối cùng mà tôi khẳng định là sẽ dành cho bọn họ. Sẽ không còn bất cứ sự bao dung nào nữa, nếu như kẻ được nhận lại mang giả tâm của mình ra để đón lấy. Khi không thể bao dung được nữa, thì lựa chọn còn lại sẽ là bung dao mà thôi. 7 giờ tối chủ nhật, tôi với thằng Cát lập tức đóng cửa ngõ cẩn thận, vội vã ra sao triệu hồi hai dông nam xuất hiện. Trái với những lần thị uy trước đó, họ đang nhìn tôi với ánh mắt đầy mưu cầu và hy vọng. Chút nữa vào trong đó, một trong hai ông nghe lệnh, lập tức mượn xác nhập vô hồn thằng này, chỉ thật chính xác vị trí hài cốt của mình. Muốn nói cái gì thì hãy giải bài cho thật nhanh. Được rồi, bọn tôi biết rồi. 7:30, cô Thư xuất hiện cùng với vợ chồng ông chú và hai người đàn ông lạ. Gương mặt ai cũng tỏ ra rất đăm chiêu. Cô có nhờ hai anh thợ quen qua đây
Có gì cần thì hai đứa cứ nói. Cửa mở ra, đèn được bật sáng. Bây giờ mới nhìn rõ không gian bên trong, chất đầy bàn ghế tủ kệ, chắc là của công ty cũ để lại. Có thể cảm nhận rõ sự âm u và lạnh lạnh. Kiểm tra kỹ lưỡng một vòng, thấy không có gì bất thường, tôi ra hiệu cho mọi người vào bên trong, rồi nói thằng Cát đóng cửa lại, tránh gây tò mò cho người bên ngoài. Tôi thắp ba nén nhang lên, quay sang nhìn thằng Cát gật đầu, lấy trong hộp gỗ của sư phụ ra một cái lư hương nhỏ, đặt lên trên ghế, rồi để lá bùa có chứa hai dòng nam xuống dưới. Âm khí bắt đầu tỏa ra nghi ngút, chẳng mấy chốc đã hình thành nên hai hình hài quen thuộc trước mặt. Cắt, cầm lấy. Đưa cho nó một cây nhang, hai cây còn lại cắm vào lưng. Tôi quay sang nhìn hai dòng hồn ra hiệu bắt đầu. Một dòng nhanh chóng mượn xác nhập hồn vào thằng Cát. Chẳng mấy chốc, thân thể khỏe mạnh của nó trở nên liêu xiêu, đi từng bước đầy khó nhọc, đầu ngó nghiêng xung quanh như để định vị thứ gì đó. Ở đây. Thằng Cát chỉ tay qua một bên, ngay cạnh bộ bàn ghế đang chồng lên nhau. Cô Thư có vẻ lần đầu chứng kiến kiểu nhập hồn kỳ lạ này, cho nên ngơ ngác, hoang mang thấy rõ. Vợ chồng ông chú nhìn tôi với ánh mắt chờ đợi xen lẫn tò mò. Thằng Cát ngồi thụp xuống đất, ngất ngưỡng như say rượu, quay lại nhìn một lượt từng người, rồi bắt đầu lấy phần nhang đang cháy dở, lết từ từ, vẽ một vòng tròn bao quanh lấy bộ bàn ghế, trước khi bất động hoàn toàn. Chỗ đó đúng không? Đáp lại là một cái gật đầu từ thằng Cát. Tôi quay sang nhìn vong hồn còn lại đang đứng bên cạnh mình, thì cũng nhận được hành động tương tự. Bên dưới còn sót lại gì? Có nhớ hay không? Trò cốt. Đào sâu bao nhiêu? Có ước lượng được không? Chừng 3 mét. Rồi. Cô Thư chứng kiến sự việc kỳ lạ từ nãy tới giờ, có vẻ đang hoang mang, liền đi qua chỗ tôi, nói khẽ vào tai. Bây giờ sao đây con? Lần đầu cô thấy vậy cũng sợ quá. Dạ không sao đâu cô, giờ sẽ cho đào luôn. Cô Thư gọi hai anh thợ xây tới. Sau khi nghe tôi trình bày xong, cả hai có vẻ hơi biến sắc, nhưng cũng miễn cưỡng lấy đồ nghề vô, chuẩn bị đào xới cái chỗ khoanh tròn kia mà thôi. Ở đây hả em? Dạ đúng rồi anh. Trong cái vòng tròn anh nghe, sau 3 mét. Rồi rồi. Thằng Cát thấy người đến, lập tức đứng dậy lùi ra sau, rồi chống nạnh nhìn. Gương mặt biểu thị nhiều nét rạng rỡ, dù ngũ quan vẫn đầy âm khí bao phủ. Hai anh thợ khiêng bộ bàn ghế ra ngoài, dùng bút lông vẽ lại cái vòng tròn cho thiệt rõ, tính toán cách đào sao cho thiệt hại ít nhất và dễ xử lý lót gạch trở lại. Bây giờ em gỡ 4 viên này nghe chị. Không biết là gạch lâu chưa nữa, sợ mà có bể mua lại lót không có trùng màu chị ơi. Chị có hỏi rồi, em yên tâm đi, có chỗ bán rồi. Dạ dạ. Phương án được thông qua, hai anh thợ bắt đầu gỡ từng miếng gạch men lên. Vừa đổ đồ nghề ra, bỗng nhiên thằng Cát tiến lại gần, nhìn bọn họ chằm chằm. Không biết có cớ sự gì, nhưng bên này tôi đã nắm chặt bùa đề phòng. Nó đặt tay lên vai từng người, ra dấu dừng lại, rồi bất chợt phá lên cười khoái chí. Những thanh âm đặc sệt vang vọng lên, cảm tưởng như từ cõi xa xăm nào đó. Chứ cái gì nữa vậy trời? Chạy chạy, chạy nhanh lên. Tất cả đều giật mình, ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Hai anh thợ xây hoảng sợ chạy ra ngoài, đứng sát vào chỗ cô Thư. Mọi người đều quay sang đợi tôi lý giải. Có chuyện gì? Có cái gì sai sao? Không, không có. Thằng Cát nhìn tôi, đưa tay lên vẫy vẫy. Chưa kịp hiểu chuyện gì, thì dòng nam đứng bên cạnh liền bay vụt tới chỗ nó.
Cả hai giao tiếp bằng cử chỉ, rồi bất thình lình quỳ rạp xuống đất. Cảm ơn, cảm ơn nhiều lắm. Mọi người không thể nhìn thấy vong hồn còn lại, nhưng thằng Cát thì đang quỳ lại lia lịa, như thể đang tế sống ai vậy. Để cho nó ngưng lễ, tôi mới nhẹ nhàng hỏi, tuy nhiên trong tâm thế vẫn có ba phần đề phòng. Có chuyện gì vậy? Sao tôi hỏi mà không ai nói gì? Không, không có hài cốt nào cả. Hả? Giọng nói trầm đục đó vẫn vang lên một cách chậm rãi, làm cho tất cả sửng sốt. Rõ ràng bọn họ đấu tranh vì điều này, nhưng giờ đây sao lại phủ nhận? Rốt cuộc là có ý gì? Ngay cả đến những phương án dự phòng cũng không hề chuẩn bị sẵn câu trả lời cho điều quái lạ này. Tôi tiến sát lại chỗ thằng Cát đang quỳ, phần cũng muốn che chắn đường tiến của nó để cho mọi người an tâm. Tuy nhiên đổi lại, chẳng có phản ứng nào khác ngoài ánh mắt đầy sự cảm kích. Ông nói sao? Đây không phải là chuyện đùa đâu. Đây là công sức, là mồ hôi, là tâm nguyện của những người có mặt ở đây đó. Thằng Cát mỉm cười hiền lành, nhìn một lượt từng người chậm rãi. Hai anh thợ xây có vẻ chưa hoàn hồn, nên cứ đứng nắm chặt tay nhau như bữa đầu hẹn hò. Chính vì vậy nên tôi không muốn đùa nữa. Cảm ơn, cảm ơn. Là bọn tôi sai rồi. Chỉ vì muốn được quan tâm, được để ý mà phải dựng chuyện lên để thử lòng tất cả mọi người. Là tôi sai rồi. Là bọn tôi sân si rồi. Mấy việc lần trước đều là do bọn tôi làm. Chuyện này tôi biết, nhưng chưa kể lại cho mọi người ở đây nghe thôi. Tại vì sao không biết không? Vì không phải ai cũng biết được sự tồn tại vô hình. Không phải ai cũng có niềm tin vào tâm linh. Nên nếu áp đặt tâm tưởng của mình và một người khác phải đáp ứng những cái xa vời, thì có lẽ cái buổi đào hài cốt hôm nay chỉ có những người ở đây dám làm thôi. Đúng, đúng vậy. Chỉ có mọi người ở đây là đáp ứng những yêu cầu thái quá của bọn tôi. Không có hài cốt nào ở dưới cả. Chỉ là tôi giận vì ông ấy mới đến nhưng không cúng kiến, quan tâm ai cả. Tôi mới bày trò hù dọa người này người kia, mà rồi gặp được hai cậu. Bọn tôi thừa sức biết hai cậu có căn cơ mà. Nhưng để thử coi có thật tâm hay không, mới bày ra cái trò hài cốt này. Ấy vậy mà không ngờ, mọi người không chút nghi ngờ, lại còn động lòng giúp đỡ. Bọn tôi không dám đòi hỏi gì nữa đâu. Dứt lời, tự nhiên thấy xương vai nhúng lạnh. Từ bên ngoài, dòng nữ và bốn dòng nhi đột ngột xuất hiện, bay vụt tới sau lưng thằng Cát. Ánh mắt ai cũng đều rưng rưng khó tả. Ông chú chậm rãi bước qua, gương mặt có chút đăm chiêu, xen lẫn ái ngại. Con à, dòng nói đúng đó. Là do đợt trước chuyện của thằng con trai chú làm chú không còn tâm trạng đâu mà nghĩ đến cái gì nữa. Bây giờ mình vẫn làm theo hướng cũ hả con? Dạ. Để con hỏi bọn họ thử đã. Mọi người đã vừa lòng hết chưa? Coi như là có qua có lại. À, chú này phát tâm muốn lập lại một cái trang thờ khác. Mỗi đêm đều hương khói cho mọi người ấm cúng, cũng như cảm tạ mọi người đã canh giữ đất đai, không cho âm khí xấu xâm nhập. Mọi người có chịu không? Được, được. Chịu, chịu chứ. Cảm ơn, cảm ơn.
Thằng Cát cúi đầu xuống, đám vong hồn cũng đồng loạt làm theo. Cuối cùng sự thành tâm đã chiến thắng, mặc dù cái kết hơi bất ngờ. Chắc sinh thời hai vong nam hộ pháp rất thích đua xe đạp. Đang tính hỏi thời đó có xe gì hay không thì vong đã xuất ra khỏi người thằng Cát. Bọn họ lặng lẽ nhìn nhau, sắc mặt rạng rỡ, quay sang nhìn tôi rồi gật đầu cảm tạ, chỉ tay xuống đất, ám chỉ qua chỗ vị trí bị khoanh tròn rồi hất hàm. Bốn vong nhi tự nhiên đồng loạt đưa ngón cái lên, cười tinh nghịch. Mặc dù chẳng hiểu ý nghĩa là gì, nhưng tôi cũng đành gật gật cho qua chuyện. Có lẽ không còn gì tuyệt vời hơn bằng sự tương thông tâm tưởng. Thật sự để mà nói, niềm tin vào tâm linh là một thứ gì đó khó định hình. Có người hời hợt, có kẻ đa mưu. Dòng khuất mài khuất mặt, dất dưỡng lâu năm, mang đầy những vết cắt của số phận, những u uất trong tâm tưởng. Từ đó nảy sinh ham muốn, mưu cầu toàn thứ xa vời, mà bản thân cho đó là nghĩa vụ của những kẻ vừa cầm nhang ở trước mặt. Miệng lẩm bẩm mấy câu cầu khấn lợi lộc rồi cắm xuống đất. Cuối cùng, thứ niềm tin được đồn đại là luôn luôn cao cả đó lại trở thành cuộc trao đổi không hơn không kém. Và rồi khi ham muốn của bản thân không được đáp ứng, có hai kẻ sẽ nhìn nhau bằng ánh mắt oán trách, thậm chí là thù hận. Có một câu mà sư phụ nói tôi luôn tâm đắc cho đến tận bây giờ, đó là muốn biết người ra sao, cứ xem lúc khốn khó họ mưu cầu cái gì, và lúc giàu sang họ cho đi cái gì. Quý thính giả vừa nghe xong Tìm xác cho ma, một sáng tác của Ngọc Sơn. Đây cũng là phần tiếp theo của chuỗi những câu chuyện có tên là Huyết Tiên Huyền mà quý thính giả đã nghe qua từ rất lâu rồi. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.